Nghiêu hiếu đạo khẽ lắc đầu, ai oán khi không có tự do, khi tự do thì cũng ai oán, nữ nhân này vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Hắn cũng tùy tiện cảm thán một hồi, dứt lời liền đưa năm tờ ngân phiếu trong tay ra. chương 933, thời cục, bà ta thích cái này, vừa nhận được chúng liền cất vào trong tay áo. Nhưng Nghiêu hiếu đạo lại nói, người tự mình đi đến phủ thành một chuyến nữa, đưa chúng cho mông xoái, chú ý giữ bí mật, nhắc nhở vương ra đừng nói cho người ngoài biết. Lúc này quản phương nghi oán trách, người luôn miệng nói lão nương là mỹ nhân số một thiên hạ, nói miệng còn hay hơn cả hát, trên thực tế thì lại sai bảo lão nương như người chạy việc. Nghiêu hiểu đạo, người cũng không phải là người chỉ biết xinh đẹp mà không có não, người có khả năng thì phải làm nhiều thôi. Ngoài ra, năm tờ kim phiếu này đưa ba tờ cho vương ra. Quản phương nghi lập tức không vui, ba tờ. Tiền của ta, sao ta phải làm vậy? Không phải người cho ông ta nhiều lương thực như vậy rồi sao? Nghiêu Hữu Đạo, vương gia sẽ có lúc phải dùng đến một số tiền lớn sớm thôi, có 300 vạn kim tệ trong tay mới có thể giải quyết rắc rối cho ông ta, cũng có thể giúp cho sự việc thuận lợi hơn nhiều. Quản Phương nghi nghe được ý có biến lớn trong những lời này, bà ta lập tức chỉ có thể than thở, sau đó nhanh chóng rời đi. Khi Mông Sơn Minh đến thì đã là ban đêm, ông trực tiếp đáp xuống trong việc của Nghiêu Hữu Đạo. Khi ông xuất phát từ phủ thành Nam Châu cũng giữ bí mật trước tiên dùng xe ngựa lặng lẽ đưa mông sơn minh ra khỏi thành sau đó mới mang đi từ ngoại thành như hữu đạo chờ đợi đã lâu tiền lên chào hỏi khách sáo để mông soái phải bôn ba qua lại thật sự có lỗi quá nam châu lúc này với hắn mà nói mông sơn minh là sự tồn tại mang tính chiến lược đáng để hắn phải thành tâm tôn kính lễ phép mông sơn minh vội khiêm tốn nói đạo gia nói vậy khiến lão phu xấu hổ quá bọn họ cũng không khách sáo nhiều lời nữa như hữu đạo mời ông vào trong phòng mình lại ra ý bảo quản phương nghi đẩy xe rót một chén trà cho mông sơn minh như hữu đạo ngồi đối diện với mông sơn minh cách một cái bàn lên tiếng hỏi số lương thực đó bên vương gia đã thu gom xong chưa bọn họ phá xe chở lương thực dọc đường đi tất nhiên lương thực cũng rơi dọc đường đi cần thu gom lại chuyện lương thực là chuyện quan trọng không có sai sót gì đã thu gom xong cả rồi mông sơn minh xác nhận một câu khiến hắn yên tâm ông tiện đà hỏi lại có phải đạo gia không định trả lương thực lại cho triều đình không Nưu Hữu Đạo mỉm cười, nói chúng ta cũng không phải phản quân, cũng là một phần của triều đình, ở trong tay chúng ta vẫn tốt hơn rơi vào tay người ngoài. Mông Sơn Minh cười khổ, phía ba phái lớn có thể bỏ qua dễ dàng sao? Ít nhất thì hiện tại bọn chúng không dám làm gì ta, chỉ cần sau chuyện này chứng minh được là chúng ta đúng, khi gặp lại cười một cái xóa tan thù hận, lúc đó chuyện sẽ qua. Nưu Hữu Đạo cũng nói một câu trấn an ông ta, sau đó nói đến vấn đề chính, ngày hôm nay, người của Hàn tống đến đây tìm ta vẻ mặt của Mông Sơn Minh Đông lại dò hỏi khuyên đạo gia khởi binh sao? Như Hữu đạo khẽ gật đầu cười. Mông Sơn Minh căng thẳng ý của đạo gia thế nào? Như Hữu đạo cũng không giấu ông kể lại chi tiết từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện với hai người toàn huệ cho ông biết. Mông Sơn Minh nghe đến mức khuôn mặt căng ra, chẳng lẽ đạo gia thật sự định để Nam Châu tạo phản? Như Hữu đạo lắc đầu, vương gia là hoàng tộc Đại Yến, Mông Soái là thần tử, là cánh tay của Đại Yến, làm gì có chuyện tự mình lại làm phản mình chứ? ta đồng ý bọn họ chỉ là kế tạm thời mà thôi, mục đích chính là khiến phản quân phải ép bức triều đình. Không để cho triều đình bó tay hết cách, thì sao có thể đến cầu ta đợi được, sao có thể để vương ra danh chính ngôn thuận hạ lệnh đại quân dẹp phản quân. Mông Minh Sơn hơi hơi đăm chiêu vuốt vuốt cằm, ông bỗng cao mày lắc đầu, sợ rằng triều đình sẽ không nhả dễ dàng vậy đây, một khi thế cục nguy cấp, hẳn là ba phái lớn sẽ không từ mọi việc tụ tập lực lượng của các chư hầu bao vây tiêu diệt không đến mức bó tay hết cách, không thể đưa quyền lớn như bình đình phản quân cho chúng ta được. Nhưng mà, cho dù tập hợi lực lượng của các chư hầu, nhưng ai ai cũng có ý đồ riêng, bị ai chỉ huy cũng đều lo lắng mình sẽ bị hại, trận này rất khó đánh, cuối cùng vẫn tổn hại đến thực lực của nước Yến, đến nước kia rồi, thực lực bị tổn hại rất nhiều, chúng ta lại có được quyền chỉ huy một đám tàn binh bại tướng kia. Hai, ông cũng chỉ có thể thở hài một hơi, Nghiêu Hữu Đạo nắm tay, dùng ngón trỏ gõ mặt bàn, mông xoái nói có lý, cho nên chúng ta không thể cho các chư hầu cơ hội làm hại lẫn nhau được, đây cũng là mục đích mà ta mời mông soái đến đây. Ồ, ánh mắt mông sơn minh lóe lên, ta xin nghe cao kiến của đạo gia. Như hiểu đạo, viện quân ở năm vùng, thứ sử Cung Châu từ Cảnh Nguyệt, thứ sử Đồ Châu An Hiển Triệu, thứ sử Hạo Châu Tô Khải Đồng, thứ sử Phục Châu Tân Mậu, thứ sử Trường Châu Trương Hổ, năm người này đều là thuộc hạ cũ của mông soái. Như mỗ muốn nhờ mông soái viết năm phong thư, ta sẽ mau chóng cho người đưa đến chỗ năm người bọn họ mông sơn minh nghi hoặc nói đạo gia muốn bảo ta khuyên bọn họ đồng tâm hiệp lực sao bây giờ tay chân của bọn họ cũng bị trộn lẫn rất nhiều chỉ sợ bản thân bọn họ cũng không xử quyết được ta có viết thư hẳn cũng không có tác dụng gì nghiêu hữu đạo mỉm cười vậy thì còn phải xem mông soái viết cái gì mông sơn minh thắc mắc đạo gia muốn ta viết gì khóe miệng nghiêu hữu đạo hiện lên vẻ gian trá mông soái viết vào trong thư rằng tình nguyện dẫn nhân mã nam châu xuất hiện sẵn sàng bình định phản quân vì đại yến bằng bất cứ giá nào viết rõ những ý này là đủ rồi. mông sơn mình vẫn hơi lờ mờ như vậy có tác dụng sao? như hiếu đạo, mông xoáy nói thuộc hạ của bọn họ bị trà trộn rất nhiều, nói cho cùng thì vẫn là những trưởng lão của ba phái lớn muốn giữ vững lực lượng trong tay mình. năm người bọn họ nhận được thư này chắc chắn sẽ khiến những thuộc hạ kia biết được. mông Xoái nghĩ thử xem các thuộc hạ của bọn họ đang đau khổ vì không thể làm gì, nếu như nam châu đồng ý bình loạn bằng mọi giá, sợ là sẽ vui không chịu nổi có người tình nguyện chết thay để dẹp thế cục hỗn loạn, còn cần phải trông chờ bọn họ tự hy sinh sao? Tất nhiên là tránh chiến tranh, để nhân mã của triều đình bại rồi lại bại. Mông Sơn Minh hiểu rồi, ông từ từ nói, chư hầu liên tiếp tháo chạy, phản quân tàn sát vô độ, triều đình không thể không trao quyền lực cho Nam Châu, đạo ra quả nhiên thủ đoạn cao minh, chỉ là phản quân nhanh chóng bành trướng, chiến hỏa lan sang khắp nơi, không biết có bao nhiêu bách tính phải cửa nát nhà tan. Đạo lý thì nghiêu hiểu đạo cũng hiểu, Thúc dục phản quên mở rộng khu vực chiến đấu, nói cho cùng, người gặp nạn nhiều nhất vẫn là dân chúng bình thường. Mông Soái, thời cục đã như vậy rồi, có một số việc chúng ta không thể tránh né, nếu như chúng ta không đi tranh đoạt quyền chủ động, quyền chủ động rơi vào trong tay đám người đó, bọn họ sẽ mãi mãi không thay đổi, đêm dài đau khổ của bách tính sẽ không đợi được lúc trời sáng, nếu như chúng ta có lòng, những chuyện mà chúng ta làm đều có giá trị. Giọng điệu nghiêu Hữu đạo thâm trầm hắn biết nếu như bản thân đưa ra quyết định này thì sẽ hại chết không biết bao nhiêu người hắn chậm rãi đứng lên đi qua đi lại trong phòng mặc dù ta không hiểu được chuyện hành quân đánh giặc nhưng mà có vài đạo lý cơ bản ta vẫn biết được rượt dây phản quân mở rộng cuộc chiến phản quân đánh lâu sẽ mệt mỏi sau khi cuộc chiến mở rộng binh lực hẳn sẽ phải khuếch tán ra đầu đuôi khó có thể nhìn thấy nhau khiến cho chư hầu không thể đồng lòng mà thất bại có thể gia tăng xu thế làm việc của phản công nhanh lên buộc bọn họ thành nỏ mạnh hết đà Lúc này nếu như có ngoại lực tác động vào, dây cung ắt sẽ đứt. Tuy lúc này Chư hầu đã bại rồi, nhân mã các nơi lại đã vào vị trí song xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ đến, chỉ đợi mông xoái lên tiếng ra lệnh. Đến lúc này rồi, thế cục càng xấu sẽ càng có lợi cho chúng ta. Triều đình không có năng lực, thần dân trên dưới đại yến thất vọng. Chư hầu không có năng lực, thần dân trên dưới đại yến cũng thất vọng. Thiên hạ này còn người nào có thể cứu được đại yến? Lúc này con của Ninh Vương vung tay hô hào, ra lệnh chư hầu, đại quân Nam Châu như sói như hổ sông lên, trong dẹp phản loạn, ngoài dọa cường địch, ngăn chặn sóng dữ cứu đại yên đang dầu sôi lửa bỏng, lòng người sẽ thế nào? chương 934, tình thế khẩn cấp, Nghiêu hữu Đạo đi tới trước mặt mông Sơn Minh, cúi người hỏi. Quản Phương Nghi đứng bên cạnh nghe cũng thấy trong lòng chấn động, lúc này bà ta mới thật sự hiểu được ý thật của Nghiêu hữu Đạo. Mông Sơn Minh im lặng không nói thêm gì, chỉ có ánh mắt suy tư lúc sáng lúc tối, Cuối cùng ông khẽ thở dài, đạo ra nhìn xa trông rộng, thư, ta viết. Nhiều hiểu đạo thẳng người lên, ra hiệu cho quản phương nghi, bà ta lập tức nhanh chóng đi lấy giấy và bút mực đến, tự mình mài mực cho mông sơn minh. Sau tối nay, nhiều hiểu đạo không để mông sơn minh rời đi, để mông sơn minh tạm thời ở lại nơi này, để mông sơn minh có thể phân tích tình hình chiến đấu và xu hướng chiếc cuộc cho bản thân bất cứ lúc nào. Cỏ cây xanh tốt, nơi có thể dựa núi gần nước, đại quân đóng quân thứ sử cung châu từ cảnh nguyệt và một vài tên cấp dưới đang bàn chuyện ở ven hồ một tên tiểu tốt chạy tới bẩm báo đại nhân bên ngoài có người cầu kiến nói là bạn cũ của đại nhân bạn cũ à từ cảnh nguyệt xoay người qua nhìn hỏi người nào tiểu tốt nói không biết hắn không chịu nói nói rằng đại nhân thấy hắn rồi sẽ tự biết rất nhanh người được gọi là bạn cũng nhanh chóng được dẫn đến một tên tu sĩ đi đến cùng thì thầm bên tai từ cảnh nguyệt là một tu sĩ đã bị khống chế rồi cũng khám xét thân thể, không có đồ vật gì khác, chỉ có một phong thư. Giờ phong thư trong tay ra, từ cảnh nguyệt quan sát tên bạn cũ kia, phát hiện mình không quen biết, liền hỏi, người là ai, vì sao lại giả mạo bạn cũ của bản phủ. Người tới đưa tin hết hất cầm, nguyên nhân, địa nhân cứ xem lá thư này sẽ biết. Bức thư này là gửi cho ta sao, ánh mắt từ cảnh nguyệt lại quay về lá thư một lần nữa. Tu sĩ bên cạnh lập tức xe bao lá thư ra, lấy tờ giấy trong đó ra kiểm tra xem, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới giao cho Từ Cảnh Nguyệt. Từ Cảnh Nguyệt nâng thư trên tay, tùy ý liếc qua lá thư một lượt, sau khi nhìn thấy chữ viết quen thuộc trên lá thư, trên mặt đã lộ ra vẻ xúc động, tiếp tục tập trung nhìn kỹ. Càng xem, vẻ mặt của hắn ta càng phức tạp, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hai mắt đóng lại, chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt khó chịu. Thư này là thư do Mông Sơn Minh viết, trong thư, Mông Sơn Minh mạnh mẽ chỉ trích hỏi Đại Yên lúc này đã cực kỳ nguy vọng, vì sao từ cảnh nguyệt hắn ta không giết địch đền nợ nước. Từng câu chữ trong thư đều lộ ra khát vọng muốn xuất trinh, bất đắc dĩ lại bị triều đình kìm hãm, có sức mạnh lại không có chỗ dùng, cảm xúc bi phẫn không có chỗ chút, chỉ đành viết thư chê trách. Một nhóm binh lính tập hợp ở cửa quan trọng trong đình viện, thứ sử đồ châu An hiển triệu ngồi trước cái án, hai tay cầm bức thư đang run rẩy hai mắt đã đẫm lệ. Trong thư, Mông Sơn Minh đã phát ra tiếng kêu ai oán muốn lấy cái thân tàn của lão ra chinh chiến xa trường, bảo ông ta sao chịu được đây. Cuối cùng ông ta đập bức thư thật mạnh xuống trên án. Lắc đầu rơi lệ, giọng nói nghẹn ngào, mông xoái à. Trên đường chính, đại quân đi đường quanh co khúc khuỷu, nhìn không thấy đuôi, chiến sự khẩn cấp mà họ lại đang đi chậm chạp. Dưới tàng cây bên đường, thứ sử trường Châu Trương Hồ đang cầm thư, chợt xoay người đấm mạnh vào thân cây mấy phát liên tiếp, hai mắt đã đỏ lên, đánh lá cây rụng hết cả xuống phó tướng đứng bên cạnh kinh ngạc nói đại nhân sao ngài lại như vậy trương hổ đưa thư cho hắn ta xem phó tướng đọc xong thở dài một tiếng mông soái sao lại như vậy hiện giờ đã không còn là thời mà ninh vương cầm binh quyền trong tay rồi cho dù huynh đệ có liều mạng thì có thể làm gì vì nước hy sinh bản thân mình chết trên xa trường lại còn trở thành nghịch tặc trong mắt triều đình ai có thể cam tâm chứ hai tay trương hổ đấm lên cây cúi đầu nói năm đó ta chẳng qua chỉ là một tên rắt ngựa nếu không phải mông soái dìu rắt sao có thể có được ngày hôm nay. Mông xoái lấy cái thân già tàn tật đổ huyết lệ than khóc, ta thực sự. Nói xong đột nhiên ông ta buông tay xoay người, tức giận nói, ngô công lĩnh là cái thá gì chứ, cũng dám ngông cuồng nói quét sạch đại yến, lúc thanh danh lão đây vang vọng xa trường, ca ca hắn ta còn đang kéo ngựa cho vương ra. Truyền lệnh tới đại quên, lập tức tăng tốc tiến lên. Phó tướng giật mình, đại nhân. Ngài không suy nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải suy nghĩ cho các huynh đệ chứ, đại nhân liều hết máu thịt, ai chăm sóc cho vợ con bọn họ đây, chẳng lẽ trông cậy vào triều đình sao? Trương Hồ tức giận nói, người dám kháng lệnh sao? Ta, phó tướng không nói gì được, cuối cùng chỉ có thể chấp hành. Rất nhanh đại quân đã tăng tốc độ tiến lên, tiến vào hình thức chạy chậm. Đám người Trương Hồ dẫn một đám thân vệ thúc ngựa chạy như điên, tiến về phía đầu đại quân. Gần như cùng lúc, một vài tên tu sĩ điên cuồng thúc ngựa chạy đến, đuổi theo Trương Hồ, lớn tiếng hỏi, vì sao thứ sử đại nhân lại đột một tăng nhanh tốc độ hành quân? Nghe thấy mấy câu hỏi của vài tên tu sĩ, sau cùng, Trương Hồ tỉnh táo lại, nhìn thấy gương mặt của nhân mã vụt qua trước mắt, không thể không đối mặt sự thật, đại quân lại quay về đi thong thả như trước. Hoàng cung nước Yến, trưởng lão tiêu giao cung thi thăng đứng dưới mái hiên, một tay vuốt râu, một tay cầm tờ giấy thư mở ra xem, thấy đúng là thư mà Mông Sơn Minh viết cho thứ sử Hạo Châu Tô Khải Đồng, mà ông ta chính là người nâng đỡ sau lưng Hạo Châu. Đến lúc ông ta đọc xong bức thư, sư đệ đứng đợi bên cạnh nói, sư huynh, Tô Khải Đồng cho rằng Mông Sơn Minh nói rất có đạo lý, khi tổ bị lật thì không có quả trứng nào còn nguyên vẹn, Tô Khải Đồng hy vọng có thể tung sức lực chiến một trận với phản quân. Thi thăng của trách, chiến cái gì mà chiến? Hữu dũng vô mưu, hắn ta thực sự có thể đánh sao? Có muốn kéo hắn ta đi đánh một trận với Hàn Tống không? Bây giờ là lúc để một mình hắn ta cậy mạnh sao? Nhân mã hạo châu liều mạng hết rồi, lúc đó thương kiến hùng có thể khoan dung sao? Người vừa mới ổn định thế cục, phía sau người ta có thể bổ sung tiến đến. Các đạo viện quân có ai không chờ người khác chịu chết trước, đến lượt hắn ta mạo hiểm sao?" Sư đệ nói, "Sư huynh, ta không có ý gì khác, chỉ là thuật lại ý của hắn ta thôi." Đúng lúc này, một gã đệ tử chạy nhanh đến, nói với Thi Thăng, "Sư phó, trưởng môn Triệu Kiến khẩn cấp." Thi Thăng hỏi, "Có chuyện gì?" Đệ tử nói, "Phản quân Thương Châu đột nhiên đẩy mạnh thế công, thế công hung mãnh, nhân mã triều đình liên tiếp tháo chạy." Hai người sư huynh sư đệ nhìn nhau, rồi lập tức nhanh chóng rời đi. Lúc họ chạy đến trong tòa cung điện, một vài tên cấp cao tiêu giao cung đến cùng cơ bản đều tới rồi, chỉ thấy Long Hưu ra vẻ bình tĩnh khoanh tay đi qua đi lại. Người đã đến đông đủ, Long Hưu bảo dịch hư báo cáo lại tình hình chiến đấu. Sau đó Long Hưu dừng bước, đứng đối mặt với mọi người, nói phản công thương châu đột nhiên tăng thế công mạnh lên, sợ là tình thế sẽ thay đổi. Đệ tử trong đại quân đang rằng co với Hàn Tống phải lập tức đề cao cảnh giác, phòng ngừa đại quân đối diện tập kích bất ngờ. Mọi người gật đầu, thì thăng thiếp lời nói, trưởng môn, nội loạn cũng không thể làm ngơ được, có muốn để đại quân Nam Châu ra tham chiến không? Ông ta vừa nói ra lời này, dịch thư đột nhiên lên tiếng nói, sư thúc, tên cướp như ngay cả lương thực triều đình còn dám cướp, người còn hy vọng hắn bỏ công ra sao? Long hưu lạnh lùng liếc sang, giống như muốn nói, từ lúc nào ở đây đến lượt ngươi nói chuyện rồi. Dịch thư cúi đầu xuống, biết bản thân mình làm càn, không dám lên tiếng nữa. Có thể nói Long hưu đã nhìn ra rồi, đứa đồ đệ này có vẻ không phải chán ghét bình thường với nghiêu hữu đạp đâu chẳng lẽ nó đã biết mình có ý đổ gả nó đi rồi à suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu một chút trước hết gạt sang một bên đã lại nói với mọi người bây giờ đúng là lúc thực lực hai bên đông tây tiêu hao việc này còn có thể kéo dài thêm không vội để nam châu ra phá thế cục huống chi tên nghiêu hữu đạo kia thật sự có chút khó khống chế có thể nghe lời xuất binh không còn không biết chắc được có điều cũng không cần qua lo lắng việc phản quân thương châu ta cũng không tin mấy nhà chúng ta hợp lại đốc thúc chưa hầu ra sức còn không diệt được hắn ta. mươi 935, La Chiếu, thi thăng ôm tay trước bụng, sờ sờ lá thư trong tay áo, mông Sơn Minh đã nói cực kỳ rõ ràng dễ hiểu, chỉ cần triều đình hạ chỉ, Nam Châu chắc chắn sẽ xuất binh. Có điều cuối cùng ông ta cũng không lấy bức thư ra, bằng không tương lại bọn họ không chịu ra sức, sẽ bị người khác nhìn thấy ý đồ. Sau đó Long Hưu lại hỏi, phía Nam Châu bên kia, động tĩnh lương thực thế nào rồi? một tên trưởng lão thở dài một tiếng giao thì cũng giao rồi định Châu Tiết khiếu truyền tin đến hôm nay lại tiếp tục giao ra hai mươi xe chỉ là nhìn theo cách giao này của hắn dày vào một trăm ngày cũng chỉ có thể giao hai ngàn xe ra chỉ sợ đánh xong hết rồi hắn cũng chỉ có thể giao ra chút da lông mà thôi hết lần này đến lần khác chúng ta cũng chẳng làm gì được hắn mạnh mẽ ép buộc chỉ sợ hắn bị ép đến tạo phản thằng nhãi này đúng thật là có chỗ dựa nên chẳng sợ gì dịch thư âm thầm nghiến răng thầm mắng hắn là cầu tặc hừ hừ long hưu liên tục cười lạnh xem lát nữa ta dạy dỗ hắn thế nào thúc dụ tiếp tục thúc đẩy hắn tăng nhanh tốc độ lên không phải hắn nói xe cộ có vấn đề sao bảo tiết khiếu tập hợp xe từ định châu lên tiếp viện ta xem hắn còn lấy được lý do gì khác lý do không cần lý do những chiếc xe mà định châu tập hợp còn chưa tiến vào đất nam châu đã gặp phải một đám cường đạo che mặt đánh bại nhân má hộ tống định châu người dân đánh xe sợ tới mức chạy tán loạn bọn cướp không cướp được thứ gì tức giận không thôi làm một mồi lửa thiêu cháy hết tất cả mấy chiếc xe mao lư sơn trang quản phương nghi nhanh chân bước vào viện của ngưu hữu đạo tìm thấy ngưu hữu đạo đúng lúc đang nói chuyện với mông sơn minh báo cáo nói bên phía đại thiện sơn truyền tin đến nói chuyện xe lương bị hủy kia ba phái lớn không tìm chúng ta đòi công bằng tìm bên đại thiện sơn đòi công bằng rồi hạn đại thiện sơn trong vòng ba ngày phải tìm thấy tên cướp kia hoàng liệt rất đau đầu nói xong tự bà ta còn không nhịn được mà cười lên ba phái lớn biết được có tìm đến bên này cũng vô dụng nên mới bắt đầu làm khó đại thiện sơn như hữu đạo chuyện này đơn giản người bảo hoàng liệt nói tên cướp kia đã tiến vào trong lãnh thổ nước triệu rồi quản phương nghi không nhịn cười nổi nói người nhất định muốn giữ lại đống lương thực này à như hữu đạo lắc đầu cũng than nhẹ một tiếng trên đường vận chuyển số lương thực này đi tu sĩ năm nước hai hướng đông tây giao thủ đã có bao nhiêu người phải chết vì sao lương thực nên địa bàn nam châu chúng ta lại an toàn Ngươi cho rằng ta chỉ có ý đồ lấy tiền của Hàn Tống thôi sao? Về sau cũng như vậy, vật tư hai nước tấn, tề cũng chỉ có đến Nam Châu của ta mới là an toàn nhất, đến chỗ khác tất nhiên sẽ có người đánh cướp phá hoại, về sau bọn họ sẽ hiểu được, ta mới là người thật sự bảo vệ số lương thực này vì Đại Yến, tới tay ta rồi, sẽ không tổn hao chút gì. Lúc này Quản Phương Nghi mới hiểu ra, ánh mắt nhìn như hữu đạo phức tạp, bà ta cảm nhận được cái gọi là dốc hết tâm huyết. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn dự thính lại lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, cuối cùng cũng hiểu được sự khổ tâm của người nào đó. Không chỉ có Yến Đình nhìn chằm chằm đợt lương thực này. Sau khi về quốc nhận được tin tức đám tu sĩ áp giải của bổn quốc truyền về, Huyền Vi liên hệ với Nhiêu Hữu Đạo trước tiên, chất vấn Nhiêu Hữu Đạo muốn làm gì. Nhiêu Hữu Đạo trả lời rất đơn giản, lương thực trên tay hắn chính là trên tay Yến Quốc. Không hề có lời giải thích dư thừa nào, có một số việc cũng không cần giải thích, tất thảy đều nhìn về phía sau, đến lúc đó tự nhiên sẽ bình ổn được cơn phẫn nộ của mọi người. Thiệu Bình ba thân ở tấn quốc càng sốt ruột nhìn chằm Ngưu Hữu Đạo bên này, về quốc lấy chuyện lương thực bị chặn đường dày vò y, không biết Ngưu Hữu Đạo đang làm cái quái gì, mãi cho đến khi biết tin tu sĩ Hàn Tống chưa đánh cướp được mớ lương thực này, y mới ý thức được, rất có khả năng Ngưu Hữu Đạo đã bí mật đạt được hiệp định gì đó với Hàn Tống. Nam Châu muốn khởi binh tạo phản, ý nghĩ này bắt đầu quanh quẩn trong đầu Thiệu Bình ba, rồi lại phủ định nó, một trong những nguyên nhân phủ định là cho rằng thương triều tông rất không có khả năng phản yến. Đại công tử, nghỉ ngơi chút đi, thiệu bình ba cao mày, đứng ở trước cửa sổ nhìn những bông tuyết tung bay bên ngoài, thiệu tam tỉnh đứng bên khuyên, trong mắt có tia lo lắng. Cũng vì về quốc mượn chuyện lương bị nhiều hiếu đạo chặn đường nên hai ngày hai đêm nay đại công tử không hề chập mắt. Nhưng đến giờ thiệu bình ba không thể ngủ được, mặc dù thế cục là do y thúc đẩy, một trong những mục đích là nhắm vào nghiêu hữu đạo, nhưng biết rõ nghiêu hữu đạo không có sự lựa chọn nào khác nhưng y vẫn không tin nghiêu hữu đạo có thể tùy tiện phản yến vì động tĩnh từ trên xuống dưới của nam châu quá bình tĩnh giống như chiến loạn yến quốc không liên quan gì đến nam châu hơi thiếu bình thường với hiểu biết của y về nghiêu hữu đạo chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy rốt cuộc xuất hiện vấn đề ở đâu y vẫn đang suy nghĩ doãn đại tướng quân tới rồi sao thiệu bình ba nhàn nhạt hỏi sau khi lương thực bị chặt đứt phản quân thương châu đột nhiên tăng cường tấn công Y lờ mờ hoài nghi có phải liên quan đến Ngưu Hữu Đạo không? Tư duy của y và Ngưu Hữu Đạo giống nhau, lúc Ngưu Hữu Đạo gặp chuyện gì đầu tiên cũng nghi ngờ y, ngược lại y cũng thế. Giờ y đang cần một người tinh thông quân sự phân tích mục đích phản quân Thương Châu làm như vậy giúp y, hiểu rõ mọi chuyện thì mới có thể tiến hành phán đoán thêm những chuyện khác. Phương diện quân sự cũng là một nhược điểm của y, năm đó tuy Bắc Châu tự lập có đại chiến nhưng thực sự lo liệu chiến sự vẫn là Thiệu Đăng Vân, y cũng chỉ đi theo xem thử từ đầu đến cuối y chưa từng đường đường chính chính gia nhập quân ngũ, am hiểu chính vụ. Lúc ở Bắc Châu y quá nhiều việc, không có sức lực đầu tư vào mảng quân sự. Đương nhiên, tương đối mà nói, y vẫn hiểu hơn Nhiêu Hữu Đạo một chút, dù sao cũng tiếp xúc nhiều hơn so với Nhiêu Hữu Đạo. Cho nên khi y đưa ra và yêu cầu với Thái Thúc Hùng về phương diện này, Thái Thúc Hùng vui vẻ đồng ý, trực tiếp hạ chỉ đại tướng quân Tấn Quốc Doãn trừ sau này sẽ làm giáo viên quân sự cho y. Thiệu Tam Tỉnh hơi do dự, Thiệu Bình Ba mau trong ý thức được gì đó, biết rõ hôm nay y phải gặp mặt Doãn trừ còn bảo y nghĩ ngơi, chậm rãi quay đầu, hít mắt nói tình hình như thế nào. Thiệu Tam tỉnh, người hầu bên phủ Doãn đại tướng quân vừa đến nói, phía nam quân doanh bị tuyết lớn đè sập doanh trại, đại tướng quân vội vàng đi xem thử rồi. Gương mặt Thiệu Bình Ba lập tức căng cứng, hiểu ra. Trước mặt Thái Thúc Hùng Doãn trừ vỗ ngực đồng ý, hẹn với y hôm nay gặp mặt y, y còn đặc biệt chuẩn bị rượu ngon, thức ăn ngon vì cuộc gặp mặt hôm nay, kết quả bây giờ vị đại tướng quân kia đã mượn cớ bỏ chạy. Tuyết lớn đè sập doanh trại, đường đường đại tướng quân nếu bình thường làm vậy còn nghe được, nhưng nếu vì việc này mà vứt lời giận của hoàng đế tấn quốc sang một bên, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, những kẻ quyền quý tấn quốc vẫn không quá chào đón thiệu bình ba y. Sau đó bên Yến quốc cũng ý thức được vấn đề sau khi quân lương thuận lợi tiến vào Nam Châu, vì sao tu sĩ Hàn Tống không tiếp tục tập kích quấy rối Sở dĩ ý thức được chuyện này là vì sau khi chịu thiệt một đợt, vật tư viện trợ của Tấn, Tề đã cố gắng tránh Nam Châu, muốn lén vận chuyển qua nơi khác, kết quả vẫn bị quấy rối. chỉ sau khi lương thực tiến vào Nam Châu thì rất thuận lợi bị Nam Châu nuốt mất một phần lớn. Trở về suy nghĩ lại nguyên nhân, ngẫm nghĩ tỉ mỉ khiến người ta không rét mà run. Thế lại Yến Đình không còn hối thúc thương Triều Tông đưa lương nữa, ba phái lớn cũng không ép như hữu đạo, ngược lại còn nói những lời lẽ ngon ngọt Trần an. Là sợ Nam Châu đột nhiên kích động, chương 936, La Chiếu vẫn non nớt lắm. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Tân Quốc, Vệ Quốc và Tề Quốc cũng cảm thấy không đúng, vội vàng nhắc nhở Yến Đình, chuyện lương thực bị cắt tạm thời không đề cập tới nữa. Nam Châu vẫn tiếp tục đưa một hai chục xe lương, chứng tỏ Nam Châu vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn đang do dự không quyết. Đột nhiên không có áp lực, bên Mao Lư Sơn Trang không có gì cả, chuyện này nằm trong dự liệu. Đại Thiện Sơn và Thương Triều Tông thì cảm thấy không quen lắm, nhiều lương như vậy, Triều Đình từ bỏ sao. Cũng chẳng biết tên kia làm cái quái gì, ta thấy phục hắn rồi đấy, lúc đầu hắn cắt lương như vậy, ta còn hãi hùng khiếp vía. Trong đại điện tông môn đại thiện Sơn, khi nhắc đến chuyện này, Hoàng Liệt lắc đầu thổn thức với đám người. Sau khi thổn thức xong lại thở dài một tiếng, giờ ông ta cũng rất bất đắc dĩ, đại thiện Sơn bây giờ lui không thể lui, tiến không thể tiến, thế cục yến quốc bây giờ khiến bên này cũng chỉ có thể cùng tiến cùng lùi với nhiều hữu đạo thôi. Nhiều hữu đạo cắt lương, đại thiện Sơn không ngăn cản được, nhiều hữu đạo nhất định phải làm như vậy đại thiện sơn có thể làm sao, trở mặt với nghiêu hữu đạo sao. Chỉ có thể giả vờ câm điếc xem như không thấy gì. Nghiêu hữu đạo cho người cải trang cường đạo đến định châu trưng thu xe lương, nghiêu hữu đạo chẳng bị chuyện quái gì, ba phái lớn tính nợ lên đầu đại thiện sơn, đại thiện sơn như người cầm uống thuốc thuốc đắng, khổ mà không nói được, còn phải trắng trợn lừa gả ba phái lớn. Không trắng trợn lừa gạt theo thì còn có thể làm thế nào? Cũng không thể đứng ra chỉ chứng nghiêu hữu đạo, mấu chốt là chỉ chứng cũng không được cái quái gì, ngược lại còn trở mặt với Nghiêu Hữu Đạo, với thế cục đại yến hiện nay có đáng không? Bên này cũng không ngốc, cũng đã nhận ra được chút manh mối, Nghiêu Hữu Đạo nếu làm không ổn vẫn có đường lui bên Hàn Tống, đi theo Nghiêu Hữu Đạo vẫn có thể tự vệ. Có điều Hoàng Liệt biết rõ lần này đã đắc tội với ba phái lớn rồi, đã thực sự bị Nghiêu Hữu Đạo lôi vào hố nước sâu rồi. Hai, cả đám cao tầng đại thiện sơn lần lượt một tiếng thở dài, ai nấy sầu mi khổ kiểm. Đại trướng trong quân cách bờ sông năm nhìn thấy chiến báo từ phản quân Thương Châu lần lượt truyền tới, La Chiếu ngồi sau án nhíu mày, cuối cùng thậm chí còn so sánh mấy tờ chiến báo đứng dậy, đi đến trước địa đồ, nhìn kỹ địa đồ rồi bắt đầu xem chiến báo và địa đồ. Không đúng, La Chiếu nặng nề nói, nhìn chăm chằm địa đồ nói, chắc chắn có gian trá. Văn Du bước nhanh tới nói, xảy ra chuyện gì vậy? La Chiếu chỉ vào địa đồ nói, tình thế công chiếm của Ngô Công Lĩnh quá mãnh liệt, Phan Du, sở dĩ thế công mãnh liệt cũng là kết quả sau khi người của hai nước Hàn Tống và Nghiêu Hữu Đạo đạt được hiệp định gì đó, là vì đám người làm phản Nam Châu nên cố ý tăng cường tấn công Ngô Công Lĩnh. La Chiếu quay phát đầu lại, gần như không hề có chút chống cự nào, lúc mới đầu thì còn nói được, giờ đã đánh đến tình trạng nào rồi. Ngô Công Lĩnh gần như đã chiếm được địa bàn một châu, sao nhân Mã Yến Đình cứ liên tục thất bại thế này, người không cảm thấy giống như đang phối hợp với thế công của Ngô Công Lĩnh sao? Nghe nói vậy, Văn Du cũng đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía địa đồ. La Chiếu phất tay chỉ về phía địa đồ, chiến tuyến mở rộng kéo dài, nhân mã ngô công lính quá phân tán, một khi xảy ra chuyện đầu đuôi không thể thấy nhau, tiếp viện gấp cũng không kịp, điều này rất có thể là cái bẫy nhân mã Yến Đình bày ra, một khi phản công, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta rất có thể đã trúng gian kế của Ngưu Hữu Đạo. Lại quay đầu, lập tức liên hệ với bên ngô công lính, bảo hắn dừng tấn công, đừng xuất kích bốn phía nữa mà phải nhanh chóng co binh lực lại đề phòng bất chắc. Được, Phan Du gật mạnh đầu, gần như chạy ra ngoài. Yến Đình thì lại có tình hình khác, nhân mã triều đình bại quá nhanh, sắp bằng tốc độ thất bại của tiết khiếu phải nhường đi ba quận rồi. Cứ từng tin chiến báo bất lợi truyền đến, lòng người trong triều trên dưới đều bằng hoàng, cứ tiếp tục thế này thì phải làm sao đây? Trong trọng binh tập kết ở biên cảnh, có người thấy tình huống không ổn, đã dẫn một phần quân đội đầu hàng, phải hung hăng giết đi vài người mới ổn định được thế cục. Cuộc chiến này đánh sao đây, có thể đánh ra thế nào đây? Ngay cả đồng mạch cũng bắt đầu chửi cha chửi mẹ trước mặt tu sĩ ba phái lớn. Khi đòi tiền đòi lương ai nấy cũng nhanh nhỏ lắm, kết quả đánh thua thì cũng ai nấy sốt ruột, một đám bao cỏ. Tu sĩ ba phái lớn cố gắng chịu nhục, coi như không nghe thấy. Yến Hoàng thương kiến hùng thì sợ hãi, lại phẫn nộ, trực tiếp nổi giận với trưởng môn ba phái lớn, cảnh cáo bọn hắn, còn không dốc sức, muốn xong đời thì mọi người cùng nhau xong đời. Thế cục này ngay cả trọng binh tập kết biên cảnh cũng bị ảnh hưởng, trưởng môn ba phái lớn căng thẳng, sau khi thương nghị cấp tốc cuối cùng quyết định tập kết lực lượng phản kích. Nhưng nhà nào phụ trách chỉ huy lại trở thành tiêu điểm tranh luận, không ai giành quyền chỉ huy cũng không được, đánh thắng rồi, cuối cùng thế lực dưới chướng mình tổn hao gần hết thì ai sẽ chịu. Người nào phụ trách chỉ huy cũng là mấu chốt phi diệu. Không ai chịu tùy tiện nhượng bộ, tranh đoạt không có kết quả, cuối cùng quyết định chư hầu các lộ mỗi người phụ trách một mảng, riêng ba phái thì đốc thúc nhân mã của mình đi liều mạng. Chư hầu ngũ lộ cuối cùng bày ra trạng thái liên thủ phản kích, liên thủ chủ động xuất kích, nhưng chiến quả ngay cả trưởng môn ba phái lớn đều hoảng hồn, tất cả đều chiến bại. Lúc này đừng nói bọn hắn, ngay cả người bên Tấn Quốc, Vệ Quốc và Tề Quốc đều phẫn nộ. Ba nước cử một lượng tu sĩ lớn đến hỗ trợ tác chiến, trước đó thất bại mọi người còn có thể lý giải, không nói. Lần này tưởng Yến Quốc tương đối nghiêm túc, ba nước cũng muốn kết thúc giày vào sớm, Thật sự không thể tiêu hao thêm nữa. Ai ngờ Tu sĩ ba nước toàn lực ứng phó, đại quân yến quốc bên này vẫn vừa hơi chạm mặt quân địch là thất bại bỏ trốn, tu sĩ ba nước trở tay không kịp. Bọn hắn xông lên liều mạng, vậy mà đại quân lại vứt bọn hắn bỏ chạy, kết quả trở thành bọn họ miễn cưỡng ứng đối mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn đại quân, mấu chốt là trong quân địch cũng có một lượng lớn tu sĩ. Ngoài chém giết với tu sĩ của đối phương còn phải ứng phó với đao thương đông nghìn nghịt và mưa tên vây khốn đây chẳng khác nào đòi mạng, muốn trốn cũng khó. Không biết bao nhiêu tu sĩ của ba nước đang trong quá trình chạy trốn mưa tên. Thế này đúng là thành tu sĩ ba nước giúp Yến quốc đánh trận, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ hung hãn không sợ chết mà phải cứng rắn chống lại đại quân mấy vạn mấy chục vạn của quân địch. Cục diện cực kỳ to lớn, tổn thất cũng cực kỳ thê thảm, bảo tấn quốc, vệ quốc và tề quốc không phẫn nộ sao được. Trên một sườn núi, ngô công lĩnh ngồi trên lưng một con hắc mã mặt mày dữ tợn, dâu quai nón, quét mắt nhìn chiến trường, ngửa đầu lên trời cười ha ha không thôi. Ngưng cười, nói với người tuần hành, thằng nhóc La Chiếu dù sao cũng còn trẻ tuổi quá, suy nghĩ nhiều, suýt nữa loạn quân tâm mình. Tu sĩ Tống Quốc sừng suốt bị lời này của lão làm cho không thể phản bác. Huệ Thanh Bình và Toàn Thái phong hai mặt nhìn nhau, trước đó sau khi nhận được tin La Chiếu, tim hai người trầm xuống, kết quả giờ xem ra, hình như đã hiểu nhầm huynh đệ kết bái nghiêu hữu đạo kia của mình rồi. Trong đại tướng trong quân ở bờ sông, sau khi tin tức truyền đến, La Chiếu đứng trước địa đồ gương mắt căng ra hồi lâu không nói gì. Trước đó nghe tin chư hầu Yến Quốc bắt đầu phản kích, gã ta còn nói quả nhiên không may bị gã ta đoán trúng, nhưng kết quả lại khác một trời một vực so với suy nghĩ của gã ta, căn bản không có chuyện như vậy, có gian trá gì chứ. Phan Du đứng bên không lên tiếng, lặng lẽ lui ra khỏi đại trướng, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, phán đoán sai lầm nghiêm trọng lại bị ngô công lĩnh khinh bỉ như vậy, mà bị khinh bỉ không thể phản bác được, y có thể hiểu được sự xấu hổ của đại đô đốc, chương 937, một đám bao cỏ, một, la chiếu chỉ mất mặt, còn Yến quốc là triều đình chấn động. Chư hầu ngũ lộ có thể nói là chỗ dựa cuối cùng của nội bộ Yến quốc hiện nay, dưới liên thủ vẫn bại trong tay phản quân, điều này gây chấn động đối với Yến quốc như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Yến quốc lòng người trên dưới bàng hoàng, giống như Yến quốc sắp bị diệt tới nơi. Thần dân trên dưới Yến quốc không khỏi đang hỏi, chư hầu liên thủ còn không phải đối thủ của phản quân thì còn ai có thể là đối thủ của phản quân. Triều đình rối loạn, có người đề nghị đưa đại quân ở biên cảnh về Bình Định nhưng lại bị một nhóm khác kiên quyết phản đối, lý do là biên cảnh chính là phòng tuyến cuối cùng của Yến quốc, đại quân tập kết vừa rút lui, tất nhiên đại quân Hàn Tống sẽ nhân cơ hội đánh vào. Kiên trì điều đại quân thì cho rằng, đại quân không rút về, nội bộ căn bản không ai ngăn được phản quân, nội bộ đại yến sụp đổ, biên quân còn thủ cái gì? Diệt bên ngoài thì phải yên ổn bên trong cái đã. Cũng có người đề nghị hạ chỉ Nam Châu, xuất động binh mã Nam Châu đi Bình Định. Về vấn đề này cũng có rất nhiều tranh luận, chất vấn lớn nhất là, quân lương của triều đình Nam Châu còn dám cắt, có thể nghe chỉ sao. Lỡ như liên thủ với phản quân hành động thì sao, nhất định phải khiến tương Nam bất chấp mọi giá chặn nhân mã Nam Châu ở Nam Châu. Triều đình đang còn cãi nhau, ba phái lớn sau lưng triều đình cũng có động tính không nhỏ, thành viên cao tầng của ba phái lớn đều được triệu tập khẩn cấp đến một tòa đại điện lớn trong Hoàng Cung. Long Hưu trưởng môn tiêu giao cung, cung lâm sách trưởng môn tử kim động, mạnh tuyên trưởng môn linh kiếm sơn ba vị trưởng môn đứng song song gương mặt ai nấy đều trầm mặc trưởng lão nhạc uyên của tử kim động đứng sau cung châu trưởng lão nguyên long linh kiếm sơn đứng sau đồ chơi 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 tổ an đức linh kiếm sơn đứng sau phục châu trưởng lão thi thăng của tiêu giao cung đứng sau hạo châu trưởng lão nông phong đình tiêu giao cung đứng sau trường châu năm vị trưởng lão đứng thành một hàng trưởng lão kiều thiên quang tử kim động đứng sau bột châu trưởng lão tất phân đào linh kiếm sơn đứng sau kỳ châu hai vị này không tới vì Bột Châu và Kỳ Châu vốn là biên cảnh trọng binh phòng thủ, hai vị trưởng lão tỏa trấn ở nơi trọng binh tập kết cho nên không triệu tập tới. Trên thực tế cũng không có ý triệu tập hai vị trưởng lão kia tới, trước mắt chỉ triệu tập năm vị trưởng lão của ba phái Nhạc Uyên, Sư Nguyên Long, Tổ An Đức, Thi Thăng, Nông Phong Đình tới. Những người khác bao gồm các loại đệ tử gì đấu đều bị bỏ lại bên ngoài, chỉ có những người này ở đây, ý đồ rất rõ ràng. Cung lâm sách phá vỡ sự yên lặng, khuôn mặt lạnh lùng nói tình hình bình định của chư hầu ngũ lộ chắc mọi người đều đã biết hôm nay ở đây không có người ngoài chúng ta cũng không cần vòng vo thế cục đã đến mức độ này việc liên quan sinh tử tồn vong của ba phái một khi mất đi yến quốc ba phái sẽ thành chó nhà có tang chạy tới nơi khác không ai dung cơ nghiệp tổ tiên các đời xây dựng khí thế phát triển mạnh mẽ của ba phái không thể bị hủy trong tay thế hệ chúng ta được nếu không sẽ có lỗi với tiên sư các đời có lỗi với đệ tử trong môn long hưu tiếp lời hôm nay ba người chúng ta chỉ cần một câu của năm vị, có thể đồng thời hiệu lệnh chư hầu ngũ lộ các vị đang khống chế đồng tâm hiệp lực bình định không? Nông phong đình của tiêu giao cung thở dài, trưởng môn, không phải chúng ta không dốc sức đốc thuốc, mà là lòng người khó dò. Long hưu nổi giận, dốc sức đốc thuốc, người coi chúng ta là kẻ mù kẻ điếc sao. Tu sĩ ba nước tấn, vệ, tề đều sắp trở mặt với chúng ta rồi, chư hầu ngũ lộ căn bản không dốc hết sức đánh trận, vừa chạm mặt kẻ địch đã bỏ trốn, thế này gọi là dốc sức sao. Nhạc Uyên Tử Kim Động nói, Long Cung Chủ chớ buồn bực, chuyện không phải như người nghĩ đâu, cái mà nông trưởng lão nói là lòng người khó dò là chỉ chuyện khác, là đang nói quân tâm. Tướng sĩ trên dưới chư hầu ngũ lộ căn bản không muốn bán mạng vì triều đình, hoàn toàn không có sĩ khí, cuộc chiến này còn đánh thế nào đây? Sư Nguyên Long của Linh Kiếm Sơn cũng gật đầu nói, đúng vậy. Ba vị trưởng môn cũng biết, nhân mã chư hầu ngũ lộ phần lớn đều là bộ hạ cũ của Ninh Vương, năm đó nếu không phải cùng đường mạt lộ cũng sẽ không tự xây dựng quân đội riêng. Một vị trưởng lão khác của Linh Kiếm Sơn Tổ An Đức cũng nói, đúng vậy, huyết tẩy của triều đình năm đó đến giờ trong lòng bọn hắn còn mang oán hận, sao có thể bán mạng cho triều đình. Ba vị trưởng môn có biết các tướng sĩ bên dưới nói gì không? Bọn hắn nói, chúng ta chết trận vì triều đình cũng chẳng hề được triều đình thương xót, triều đình còn coi như nghịch tặc, vì sao chúng ta phải đánh chứ? Trưởng lão thì thăng tiêu giao cung ừm nói, tướng sĩ Hạo Châu cũng có suy nghĩ này, chiến sự bố trí xong, nhân mã đưa vào vị trí rồi, nhưng lúc chiến đấu, người ngựa lập tức quay đầu bỏ chạy, ai có thể ngăn cản được. Đừng nói là hàng vạn con người, dù là hàng vạn con heo cũng chẳng cản được. Bọn hắn không chịu bán mạng cho triều đình, chúng ta cũng không thể giết sạch bọn hắn được đúng không? Nông Phong Đình thở dài, việc này khiến chúng ta cũng rất sốt ruột. Năm người ngươi một câu ta một câu, có chứng có lý chặn cho ba vị trưởng môn không thể phản bác được. Trưởng môn mạnh tuyên của Linh Kiếm Sơn mặt đen thui nói, theo lời các ngươi, có phải Yến Quốc sẽ kết thúc như vậy không, ba phái chúng ta có phải cũng xong đời không? Nông Phong Đình vội vàng khoát tay nói, không thể nói như vậy được, dù là còn một tia hy vọng, chúng ta cũng sẽ cố hết sức, chuyện cũng chưa tới mức không thể vãn hồi, không phải còn nhân mã Nam Châu sao. Nhạc Uyên nói, không sai, năm đó anh Dương, vũ liệt vệ yến quốc uy chấn thiên hạ, giờ đang ở trong tay Nam Châu, trận đấu với tuần thủ hiền, trận đấu với tiết khiếu đã hiển lộ phong mang, nói đến chinh chiến trên chiến trường, trong yến quốc bây giờ, nhân mã Nam Châu e là đứng đầu, giờ hãy gấp rút điều đại quân Nam Châu xuất trinh Bình Định. Sư Nguyên Long gật đầu, đúng vậy, ta tán thành. Tổ An Đức, không sai, cũng nên cho bọn hắn ra sân rồi. Thi Thăng, ta cũng thấy vậy. Năm vị trưởng lão sớm biết Nam Châu đang khao khát xuất trinh, nếu không sao liên quân vừa chạm vào đã bại, nói cho cùng là biết có người muốn làm kẻ chết thay nên ai cũng muốn giữ lại thực lực trong tay mình. Bại cục bây giờ bọn hắn cũng bất an, sớm đã mong chờ đến ngày nay, muốn sớm để binh mã Nam Châu xuất trinh. Cho dù nhân mã Nam Châu không đánh thắng được phản quân nhưng cũng có thể tiêu hao lớn thực lực phản quân, đến lúc đó, bọn hắn đến thu thập tàn cuộc sẽ đơn giản hơn rất nhiều, còn không phải bỏ ra cái giá gì. Vì thế, năm người không tiếc lừa trên gạt dưới, thế nhưng không một ai lấy thư của Mông Sơn Minh ra, thư đã sớm bị bọn hắn hủy rồi, nếu không lần này liên quân bại trận sẽ không cách nào bàn giao được. Long Hưu, các người nói nghe dễ nhỉ, Nam Châu cắt quân lương triều đình, đã sớm mày qua mắt lại với bên hàn tống, chị e có ý làm phản, đè chúng xuống còn không kịp, thả nhân mã Nam Châu ra một khi cùng liên thủ với phản quân Thương Châu, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Thi thăng, trưởng môn, thế cục Yến quốc hiện tại, Nam Châu chỉ muốn tích trúc thực lực là điều có thể lý giải, ta thấy bọn hắn chưa đến mức tạo phản đâu. Sư Nguyên Long cũng gật đầu tán đồng, dù sao Thương Triều Tông cũng là hoàng tộc Yến quốc, cũng được coi là người chung dòng máu, nếu thật sự phản Yến thì sao có thể xứng đáng với liệt tổ liệt tông nhìn thân sắc mấy người này, Mạnh Tuyên trầm giọng nói, các người có ý gì vậy, ta không nghe nhầm đấy chứ. Các ngươi đang nói giúp Nam Châu đấy à, đã thương lượng cả rồi. Long Hưu và Cung Lâm Sách cũng lộ vẻ nghi ngờ, năm vị trưởng lão nhìn nhau, thương lượng thì đúng là chưa từng thương lượng, có điều hiểu rõ lòng nhau. Chương 938, một đám bao cỏ. Hai, Nông Phong Đình thở dài, mạnh trưởng môn, thế cục đến mức độ này còn cần thương lượng sao? Chư hầu ngũ lộ quân tâm tan rã, Chẳng lẽ lại bó tay chờ chết, dù là một chút biện pháp cũng phải thử. Không sai, đúng là như vậy, không thử sao biết thái độ Nam Châu như thế nào. Năm người luân phiên thuyết phục, nghĩ cách khuyên ba vị trưởng môn để Nam Châu xuất binh. Thế cục đến mức độ này, không thử cũng không được, nhưng vấn đề đợi khi nhân mã Nam Châu chạy đến chiến trường, không biết thế cục phản quân đã thành ra kiểu gì. Kết quả năm vị trưởng lão cùng cam đoan, bọn hắn sẽ đích thân đi đốc chiến, nghĩ hết cách cũng phải bắt Chư Hầu Ngũ Lộ dây dưa với phản quân khách viện, quỷ mẫu và vân cơ gặp nhau đều vui vẻ, như hữu đạo ở bên cạnh mặt mày hớn hở. Một quỷ một yêu này so về tuổi tác đều gấp quản phương nghi mấy lần, nhưng nhìn bề ngoài lại trẻ hơn quản phương nghi rất nhiều. Nhất là quỷ mẫu, dung mạo dường như vĩnh viễn dừng lại ở dáng vẻ ngoài 30, như dừng lại ở tuổi trước khi bà ta qua đời. Quỷ mẫu đã dẫn một ngàn quỷ tu của hãm âm Sơn chạy tới, cùng với yêu tu của Đỗ Vân Sơn đều âm thầm bố trí xung quanh Mao Lư Sơn Trang, lại phối hợp với chú quân bên ngoài và ba phái bên trong Mao Lư Sơn Trang. Người ngoài muốn tùy tiện tới gần Mao Lư Sơn Trang mà không bị phát hiện là năm người không tiếc lừa trên gạt dưới, thế. Sau khi hai tỷ muội ôn chuyện, quỷ mẫu chợt nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, cười lạnh một tiếng, nghe nói người kết bái huynh đệ với Vân Hoan. Sau khi đến độ Vân Sơn bà mới biết chuyện đó, đúng là hết chuyện để nói, Ngưu Hữu Đạo lập tức lúng túng, sờ lên núi nói, đại tỷ, trước kia ta thật sự không biết tỷ có quan hệ với độ Vân Sơn. Quỷ mẫu cười lạnh liên tục, người nói bối phận này phải làm sao đây? Trong mắt phân cơ lóe lên tia chế nhạo, dù sao về bối phận bà cũng không chịu thiệt. May là lúc này quản phương nghi chạy tới cấp báo, đạo gia, Long Hưu tới. Đồng thời còn đưa ra một phong thư, nghe thấy đại danh Long Hưu, quỷ mẫu và vân cơ biến sắc, như hữu đạo thì chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sơn Trang, từ từ nói cuối cùng đã đến rồi. Tiện tay cầm thư tới tay, thấy thư tới là của toàn thái ô hông, nói phản quân Thương Châu lại công chiếm một châu, hỏi khi nào Nam Châu khởi binh. Nghiêu Hữu Đạo trực tiếp xé vụn bức thư, sau đó xin lỗi hai tỷ muội một tiếng, cứ thế bỏ đi. Trong thủy tạ sơn trang, Long Hưu đứng dựa vào lan can, Nghiêu Hữu Đạo bước vội đến, chắp tay từ xa nói, cung chủ đích thân tới, Nghiêu Hữu Đạo không đón tiếp từ xa, mong cung chủ thứ tội. Đến gần khom người, Long Hưu quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, thứ tội ngươi cho rằng bổn cung sẽ để vào mắt sao? Như hữu đạo kinh ngạc, cớ sao cung chủ lại nói như vậy? Long hưu, giả vờ hồ đồ với bản cung sao? Như hữu đạo sửng sốt một chút, chợt đưa tay vỗ chán, hiểu rồi, cung chủ đang nói đến mớ quân lương kia sao? Bên này đã chuẩn bị rồi, có thể đưa đi bất cứ lúc nào. Long hưu, đưa thế nào? Lại nhảy ra một đám cường đạo đi đốt xe lương lần nữa à? Hay xe lương lại hư giữa đường? Như hữu đạo, chắc chắn không thể như vậy xe lương rắn chắc Nam Châu đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, lần này Nam Châu đích thân phái đại quân hộ tống lương thực đến Định Châu, không để xảy ra bất kỳ sai lầm nào, nếu có bất kỳ sai lầm gì, cung chủ cứ bắt ta hỏi tội, tuyệt đối không chối từ. Sảng khoái đến mức khiến người ta khó tin, Long Hưu thực sự bị chặn hỏng không nói được gì. Có điều hôm nay ông ta đến không phải việc này nên dứt khoát chuyển đề tài, lạnh nhạt nói, đã từng nghe nói đến chuyện bình định phản quân chưa? Ha ha, Ngưu Hữu đạo cười, vẻ mặt khinh thường nói, một đám bao cỏ. Một đám bao cỏ mắng bao nhiêu người chỉ mình hắn biết. Long Hưu nghĩ hắn đang mắng mấy chư hầu bình định, hảo hắn cũng được, bao cỏ cũng được, thế cục như thế, Nam Châu định ngồi nhìn sao. Như hiểu đạo giả vờ nghe không hiểu, lời lẽ chính trực nói, cung chủ yên tâm, lương thảo nhất định sẽ nhanh chóng đưa đi định châu, chắc chắn sẽ không chậm trễ chiến sự. Thấy thằng nhãi này giả vờ hồ đồ với mình, Long hưu nhíu mày, đã đến mức độ này rồi còn cần lương thảo làm quái gì, để cung cấp cho địch à. Trầm giọng nói, tổ chim bị phá không có chứng lành, cho dù là vì bản thân, nhân mã Nam Châu cũng nên bỏ sức đi, trừ phi Nam Châu có dị tâm với Yến Quốc. Nghiêu Hữu Đạo nghiêm nghị nói, cung chủ nói quá lời, Dung Bình quận vương là hoàng thất quý tộc, có dị tâm với ai chứ sẽ không có dị tâm với Trung Quốc. Long Hưu nói cách khác, người cho phép Nam Châu xuất binh. Ơi, Nghiêu Hữu Đạo lại mập mờ nói, xuất binh không phải ta nói là được, mấy chuyện đánh trận này ta không hiểu phải hỏi ý dung bình quận vương đã. Long Hưu liếc mắt lạnh lùng, người đừng làm bộ với ta. Hôm nay ta đã đến đây rồi thì chỉ cần một câu của ngươi, Nam Châu xuất binh bình định, đồng ý hay không đồng ý. Nghiêu Hữu đạo ra vẻ bị dồn đến chân tường, than thở nói, cung chủ, người là người thông minh, trong lòng người hiểu rõ nhất, thứ cho thương kiến hùng kia đâu phải thứ gì tốt, lần trước đã muốn dồn ta vào chỗ chết, còn muốn diệt Nam Châu ta, bây giờ bảo Nam Châu ta liều mạng vì hắn, có phải hơi quá đáng rồi không? Quản Phương Nghi đứng bên tay mâm mê quạt tròn, im lặng nhìn Nghiêu Hữu đạo diễn, biết rõ vị này đã chuẩn bị xong xuôi để xuất binh, làm tất cả để vì sớm ngày bình diệt phản loạn Nam Châu. Giờ lại thấy hắn ngồi đây giả mù sa mưa từ chối liền kích động muốn trợn ngược mắt. Ở càng lâu với vị này càng bất giác cảm thấy hình như những nhân vật tầng lớp như Long Hưu cũng chẳng có gì phải sợ. Long Hưu, giờ không liên quan gì đến thương kiến hùng, các người đang bảo vệ Yến Quốc, thù riêng phải đặt xuống, cùng thống nhất đối ngoại, Nghiêu hiểu đạo giang tay, chúng ta nghĩ như vậy, có vài chưa hẳn đã có thể nghĩ như vậy. Nói thật, trong mắt ta, đám ngô công lĩnh chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, muốn bình định hắn dễ như trở bàn tay, nhưng đây không phải chuyện cá nhân nhà ai, giống như khung chủ đã nói, cần đặt thù riêng xuống, thống nhất đối ngoại, được, Nam Châu ta xuất binh, giúp Yến Quốc tiêu diệt phản loạn, liều mạng sống chết đại thương nguyên khí, cuối cùng chỉ có tàn binh bại tướng ẩm đạm trở về, sau đó thương kiến hùng có thể bở lỡ cơ hội xuống tay với nhân mã Nam Châu này không? Nhân lúc người bệnh đòi mạng ngươi e là chuyện hắn ta đang rất muốn làm. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, thử hỏi nếu Nam Châu làm sao dám dễ dàng xuất binh đây. Những lời nói phía sau không phải trọng điểm Long Hưu cân nhắc, ông chỉ thấy hứng thú với câu muốn bình định đám ô hợp đó chỉ dễ như trở bàn tay của Ngưu Hữu Đạo, hơi nhíu mày nói, cái này ngươi không cần phải lo, chỉ cần bình diệt được phản loạn, chỉ cần có thể có công với đại yên, ta bảo đảm tuyệt đối không để thương kiến hùng vọng động. Trong lòng Ngưu Hữu Đạo xì si một tiếng trong tay thương kiến hùng nắm mấy chân vạn đại quân, đến lúc đó nếu cứ muốn xông tới, người có thể đảm bảo được sao? Người có thể giết được thương kiến hùng hay bắt thương kiến hùng? Trong lòng nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại khác, phản quân tuy là một đám ô hợp, giờ đã kêu gọi được 200 vạn người tụ hợp, cùng chủ muốn một mình Nam Châu đi bình định sao? Long Hưu đương nhiên sẽ không nói như vậy, dĩ nhiên còn nhân mã ác lộ khác phối hợp. Như hiểu đạo, đám nhân mã đụng cái là thất bại, bảo bọn hắn phối hợp không bảo bọn hắn phối hợp còn có thể bảo ai phối hợp long hưu không tìm ra người khác sắc mặt trầm xuống nói nhiều như vậy tức là ngươi không muốn cho nam châu xuất binh có phải không nghiêu hữu đạo do dự một chút từ từ nói nói thật ta đúng là không muốn xuất binh nam châu mà xong đời ta cũng không phải không tìm được đường lùi nếu cung chủ đã đến rồi cũng đã nói đến mức này ta còn không xuất binh thì khó tránh không thức thời quá nhưng dù xuất binh hay không ta cần phải nói rõ vài lời trước không phải ta không muốn xuất binh, mà là không xuất thì thôi, vừa xuất binh phải tất thắng, nếu biết rõ tất bại còn xuất binh chẳng lẽ muốn tướng sĩ Nam Châu chết uổng à. chương 939, Đại Tư Đồ không nên kích động. Nói cả một mớ vẫn không hiểu hắn rốt cuộc muốn xuất hay không xuất. Long Hưu hỏi, người muốn nói cái gì? như hiểu đạo, như lời cung chủ nói, đặt ân oán riêng xuống, nhất trí đối ngoại mới được. Muốn tất thắng, tất cả chư hầu bao gồm Nam Châu cần phải đồng tâm hiệp lực, nếu chư hầu sáu lộ đồng lòng dốc sức lo gì không thể diệt được phản quân nếu có thể đồng tâm hiệp lực ta còn tìm ngươi làm gì long hưu thẩm oán một câu nói nếu đồng tâm hiệp lực cũng phải cần nam châu ngươi xuất binh nam châu không xuất binh trốn ở nam châu không ra còn nói gì đồng tâm hiệp lực nghiêu hữu đạo đồng tâm hiệp lực mà ta nói là chỉ thống nhất hiệu lệnh ai tự chiến đấu nấy thế này thì đồng tâm hiệp lực thế nào mắt long hưu lóe lên làm thế nào để thống nhất hiệu lệnh Nghiêu hiểu đạo, chẳng hạn như cho dung bình quận vương binh quyền đại tư mã Yến Quốc, có binh quyền này, đương nhiên sẽ thống nhất hiệu lệnh. Hai mắt Long Hưu híp lại, gần từng chữ, khẩu vị của ngươi đừng lớn quá, nếu không sẽ bể bụng mà chết đấy. Nghiêu hiểu đạo, không có binh quyền thì hiệu lệnh như thế nào? Chư hầu các lộ làm thế nào nghe theo? Long Hưu, không cần nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết món nợ giữa Thương Kiến Hùng và Thương Triều Tông sao? Thương Kiến Hùng vất vả lắm mới thu lại được binh quyền từ tay Ninh Vương, sao có thể giao cho con trai ninh vương chứ chuyện này ngươi không cần phải nghĩ đến nữa nghiêu hữu đạo cung chủ không thử một chút làm sao biết triều đình sẽ không đồng ý ta đoán nhất định triều đình sẽ đồng ý xuất binh cũng không thiếu gì một hai ngày này nếu cung chủ thật sự hy vọng bình định thuận lợi đừng ngại thử đề cập với triều đình đi ồ long hưu cũng không biết hắn lấy đâu ra lòng tin này nhưng biết hắn bất phàm nói như vậy chắc chắn có nguyên nhân cũng muốn xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì đàm phán tạm thời dừng ở đây sau khi long hưu quay về lập tức cho người đưa tin về kinh thành chờ triều đình trả lời bản thân long hưu cũng tạm thời không có ý định rời đi tạm thời ở lại mao lư sơn trang dĩ nhiên là để chờ trả lời của triều đình đến thời điểm này rồi nếu đám thương kiến hùng đồng ý giao bình quyền ra ông ta cũng chẳng có ý kiến gì yến quốc đang thời khắc sống chết với ba phái lớn mà nói ai làm đương ra đã không quan trọng nữa quan trọng là có thể đảm bảo được lợi ích của ba phái lớn không để ba phái lớn cùng lật thuyền theo sau khi sắp xếp cẩn thận cho Long Hưu, những người không phận sự đều rời khỏi viện Long Hưu ở. Quản Phương Nghi đi theo Nghiêu Hữu Đạo ra ngoài thấp giọng hỏi, triều đình thực sự sẽ giao binh quyền đại tư mã ra sao? Nghiêu Hữu Đạo chống kiếm cười lạnh một tiếng, có thể giao ra mới lạ. Quản Phương Nghi kinh ngạc, vậy người còn cứng rắn cắn lấy nó. Thứ này thật ra cũng giống như bà buôn bán vậy, chẳng qua vụ mua bán này tương đối lớn mà thôi, ra cái giá trên trời ngồi chờ trả giá, còn bà ra cái giá thấp, người ta vẫn sẽ ép giá. Hơn nữa, bây giờ bọn hắn mới là kẻ sốt ruột, để bọn hắn sốt ruột thêm chút nữa thì đã làm sao. Lão Thần phản đối, việc này quyết không thể đồng ý. Trong ngự thư phòng Yến Kinh, tin tức truyền ra, sau khi được Cung Lâm Sách và Mạnh viên truyền đạt, Thương Kiến Hùng lập tức gọi ba vị trọng thần đến thương nghị. Nghe nói muốn quyền vị đại tư mã của mình, vị đại tư mã Thương Vĩnh Trung này sắc mặt hơi run rẩy. Đồng mạch nhíu chặt mày, lão vẫn chưa lên tiếng, Cao Kiến Thành đã cứng cổ nhảy ra phản ứng đầu tiên giọng rất lớn, làm tất cả mọi người đều phải nhìn sang. Thương kiến hùng nhấn nhấn tay với lão, thương nghị, vẫn đang thương nghị. Cao kiến thành tức giận nói, bệ hạ, việc này chẳng có gì để thương nghị cả, tha thứ thần cả gan, quyền vị đại tư mã có thể đưa cho bất kỳ ai nhưng không thể giao cho thương triều tông. Chẳng lẽ bệ hạ đã quên hỏa ninh vương rồi sao? Chẳng lẽ lại muốn để một ninh vương khác xuất hiện? Theo lão thần thấy, dã tâm của thương triều tông này còn hơn ninh vương rất nhiều, quyết không thể giao binh quyền đại tư mã cho hắn, một khi giao cho hắn chính là thời khắc đại hỏa của Yến quốc. Nếu bệ hạ đồng ý, lão thần sẽ đập đầu chết ngay trước mặt bệ hạ. Mặt đỏ dần, đồng mạch liếc mắt nhìn vị này, phát hiện cảm xúc vị này có gì đó không đúng, đã mất đi sự lão thành ngày xưa. Thương Vĩnh Trung dĩ nhiên là ném một ánh mắt tán thưởng, Cao Kiến Thành đang ra sức bảo vệ vị trí của y, y có thể không vui sao. Dù y chỉ là một đại tư không trang trí, đãi ngộ, địa vị cùng quyền phát ngôn chí ít không thể thoát được, sao có thể tùy tiện vứt đi. Thương Kiến hùng lại một lần nữa nhấn tay, lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo, đại tư đồ không nên kích động, quả nhân cũng không nói muốn đồng ý, chỉ thương nghị ứng đối như thế nào. Không hề bực mình vì Cao Kiến Thành thất thố, thái độ phản đối kịch liệt của Cao Kiến Thành khiến ông ta trong lòng thấy dễ chịu, có thể thấy vị lão thần này tuyệt đối đứng bên phía mình. Đồng mạch nói, vấn đề trước mắt là cần Nam Châu xuất binh gấp. Nam Châu coi đây là điều kiện, nếu triều đình không đồng ý, Nam Châu sẽ có lý do không xuất binh. Cao Kiến thành lập tức nhìn chằm chằm, vậy theo ý đại tư không hẳn là nên đáp ứng hắn sao? Đồng mạch lạnh lùng quét mắt sang, "Cao đại nhân, nói chuyện cũng đừng nên quá đáng quá, lỗ tai nào của đại nhân nghe thấy ta nói đáp ứng? Giờ đang thương nghị xem nên ứng đối ra sao chứ không phải là chỗ để đại nhân phát tiết cảm xúc." Gào thét ai mà chẳng biết, nhưng gào thét có thể giải quyết được vấn đề hay sao? Trong giọng nói có ý trách cứ nghiêm khắc, bị lão cảnh cáo như vậy, cảm xúc của Cao Kiến thành lập tức ngoan ngoãn hơn rất nhiều rõ ràng là hơi sợ đồng mạch, có điều vẫn chắp tay nói với thương kiến hùng, bệ hạ, vị trí đại tư mã không thể ban cho tùy tiện, ảnh hưởng rất lớn, một khi đã ban cũng không thể tùy tiện bãi miễn. Binh quyền Yến quốc không phải trò đùa, không thể để hắn đùa giỡn lấy về được. Nếu đúng như vậy, vị trí đại tư mã sẽ thành ra cái gì? Đầu tiên là gần như định sẵn, trọng binh biên cảnh không thể tùy tiện rút lui, trước mắt chỉ cần bình định phản quân Thương Châu, chẳng qua chỉ muốn hắn đi bình định, một châu đánh một câu, cần gì phải giao cả đại quyền binh mã Yến quốc cho hắn chứ? Lời này của lão ta đang nhắc nhở đồng mạch, cũng chắp tay nói, bệ hạ, nếu Nam Châu thật sự có thành ý đi Bình Định, trao một vị trí đại tướng quân Bình Định tạm thời là được, chỉ cho hắn đại quyền chỉ huy Bình Định, xem hắn có đồng ý không, nếu không đồng ý vậy chứng tỏ hắn không có thành ý mà là có mưu đồ khác, cũng tiện dùng chuyện này chặn miệng ba phái lớn. Thần phản đối, Cao Kiến Thành đứng lên chắp tay nói, cho hắn đại quyền này, nếu hắn Bình Định thành công thật, ảnh hưởng to lớn, hậu họa vô tận. Thương Triều tông nhíu mày, lời này đúng là làm ông ta lo lắng. Đồng mạch nghiêm nghị bác bỏ, vậy đại nhân nói giờ phải làm sao? Đúng như nghịch tặc Ngô Công Lĩnh kia khoe khoang, để hắn quét ngang đại yến hay sao? Cao đại nhân, hiện tại phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện chứ không thể phải hành động theo cảm tính. Đại tư Mã đứng hàng tam công, không thể dễ dàng phế lập, nhưng vị trí đại tướng quân bình định vốn chỉ tạm thời, có thể lấy lại bất cứ lúc nào sau đó có thể hạ chỉ bỏ đi hai chữ bình định là có thể đoạt lại đại quyền chỉ huy bình định của hắn để lại cho hắn cái mũ đại tướng quân hư danh thì đã sao chứ hơn nữa đại nhân cho rằng chư hầu ngũ lộ kia thật sự có thể đồng tâm hiệp lực ngoan ngoãn nghe hắn chỉ huy hay sao hiện tại điều phải làm là lừa hắn xuất binh để hắn liều mạng với phản quân phải ngăn chặn xu hướng thất bại liên tục kia rồi mới có thể mưu đồ về sau được nếu không tất cả đều chỉ là bàn suông ngữ khi âm vang hữu lực chương 939, đại tư đồ không nên kích động. Nói cả một mớ vẫn không hiểu hắn rốt cuộc muốn xuất hay không xuất. Long Hưu hỏi, người muốn nói cái gì? Nghiêu Hữu đạo, như lời cung chủ nói, đặt ân oán riêng xuống, nhất trí đối ngoại mới được. Muốn tất thắng, tất cả chư hầu bao gồm Nam Châu cần phải đồng tâm hiệp lực, nếu chư hầu sáu lộ đồng lòng dốc sức, lo gì không thể diệt được phản quân. Nếu có thể đồng tâm hiệp lực ta còn tìm ngươi làm gì? Long Hưu thẩm oán một câu, nói, nếu đồng tâm hiệp lực, cũng phải cần Nam Châu ngươi xuất binh, Nam Châu không xuất binh, trốn ở Nam Châu không ra, còn nói gì đồng tâm hiệp lực. Nghiêu hiểu đạo, đồng tâm hiệp lực mà ta nói là chỉ thống nhất hiệu lệnh, ai tự chiến đấu nấy thế này thì đồng tâm hiệp lực thế nào? Mắt Long hưu lóe lên, làm thế nào để thống nhất hiệu lệnh? Nghiêu hiểu đạo, chẳng hạn như cho dung bình quận vương binh quyền đại tư Mã Yến Quốc, có binh quyền này, đương nhiên sẽ thống nhất hiệu lệnh. Hai mắt Long hưu hiếp lại, gần từng chữ, khẩu vị của ngươi đừng lớn quá, nếu không sẽ bể bụng mà chết đấy. Nưu Hữu Đạo, không có binh quyền thì hiệu lệnh như thế nào? Chư hầu các lộ làm thế nào nghe theo? Long Hưu, không cần nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết món nợ giữa Thương Kiến Hùng và Thương Triều Tông sao? Thương Kiến Hùng vất vả lắm mới thu lại được binh quyền từ tay Ninh Vương, sao có thể giao cho con trai Ninh Vương chứ? Chuyện này ngươi không cần phải nghĩ đến nữa. Nưu Hữu Đạo, cung chủ không thử một chút làm sao biết triều đình sẽ không đồng ý? Ta đoán nhất định triều đình sẽ đồng ý xuất binh cũng không thiếu gì một hai ngày này, nếu cung chủ thật sự hy vọng bình định thuận lợi, đừng ngại thử đề cập với triều đình đi. Ồ, Long Hưu cũng không biết hắn lấy đâu ra lòng tin này, nhưng biết hắn bất phàm, nói như vậy chắc chắn có nguyên nhân, cũng muốn xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đàm phán tạm thời dừng ở đây, sau khi Long Hưu quay về lập tức cho người đưa tin về kinh thành, chờ triều đình trả lời. Bản thân Long Hưu cũng tạm thời không có ý định rời đi, tạm thời ở lại Mao Lư Sơn Trang, dĩ nhiên là để chờ trả lời của triều đình đến thời điểm này rồi, nếu đám thương kiến hùng đồng ý giao bình quyền ra, ông ta cũng chẳng có ý kiến gì. Yến quốc đang thời khắc sống chết, với ba phái lớn mà nói, ai làm nương ra đã không quan trọng nữa, quan trọng là có thể đảm bảo được lợi ích của ba phái lớn, không để ba phái lớn cùng lật thuyền theo. Sau khi sắp xếp cẩn thận cho Long Hưu, những người không phận sự đều rời khỏi viện Long Hưu ở. Quản Phương Nghi đi theo Nghiêu Hữu Đạo ra ngoài thấp giọng hỏi, triều đình thực sự sẽ giao binh quyền đại tư mã ra sao? Nưu Hữu đạo chống kiếm cười lạnh một tiếng, có thể giao ra mới lạ. Quản Phương nghi kinh ngạc, vậy ngươi còn cứng rắn cắn lấy nó. Thứ này thật ra cũng giống như bà buôn bán vậy, chẳng qua vụ mua bán này tương đối lớn mà thôi, ra cái giá trên trời ngồi chờ trả giá, còn bà ra cái giá thấp, người ta vẫn sẽ ép giá. Hơn nữa, bây giờ bọn hắn mới là kẻ sốt ruột, để bọn hắn sốt ruột thêm chút nữa thì đã làm sao? Lão Thần phản đối, việc này quyết không thể đồng ý. Trong ngự thư phòng yến kinh, Tin tức truyền ra, sau khi được cung lâm sách và mạnh tuyên truyền đạt, Thương Kiến Hùng lập tức gọi ba vị trọng thần đến thương nghị. Nghe nói muốn quyền vị đại tư mã của mình, vị đại tư mã thương vĩnh trung này sắc mặt hơi run rẩy. Đồng mạch nhíu chặt mày, lão vẫn chưa lên tiếng, Cao Kiến Thành đã cứng cổ nhảy ra phản ứng đầu tiên, giọng rất lớn, làm tất cả mọi người đều phải nhìn sang. Thương Kiến Hùng nhấn nhấn tay với lão, thương nghị, vẫn đang thương nghị. Cao Kiến Thành tức giận nói, bệ hạ, việc này chẳng có gì để thương nghị cả, Tha thứ thần cả gan, quyền vị đại tư mã có thể đưa cho bất kỳ ai nhưng không thể giao cho Thương Triều Tông. Chẳng lẽ Bệ hạ đã quên Họa Ninh Vương rồi sao? Chẳng lẽ lại muốn để một Ninh Vương khác xuất hiện? Theo lão thần thấy, dã tâm của Thương Triều Tông này còn hơn Ninh Vương rất nhiều, quyết không thể giao binh quyền đại tư mã cho hắn, một khi giao cho hắn chính là thời khắc đại họa của Yến Quốc. Nếu Bệ hạ đồng ý, lão thần sẽ đập đầu chết ngay trước mặt Bệ hạ. Mặt đỏ dần, đồng mạch liếc mắt nhìn vị này, phát hiện cảm xúc vị này có gì đó không đúng, đã mất đi sự lão thành ngày xưa. Thương Vĩnh Trung dĩ nhiên là ném một ánh mắt tán thưởng, Cao Kiến Thành đang ra sức bảo vệ vị trí của y, y có thể không vui sao. Dù y chỉ là một đại tư không trang trí, đãi ngộ, địa vị cùng quyền phát ngôn chí ít không thể thoát được, sao có thể tùy tiện vứt đi. Thương Kiến Hùng lại một lần nữa nhấn tay, lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo, đại tư đồ không nên kích động, quả nhân cũng không nói muốn đồng ý, chỉ thương nghị ứng đối như thế nào không hề bực mình vì cao kiến thành thất thố thái độ phản đối kịch liệt của cao kiến thành khiến ông ta trong lòng thấy dễ chịu có thể thấy vị lão thần này tuyệt đối đứng bên phía mình đồng mạch nói vấn đề trước mắt là cần nam châu xuất binh gấp nam châu coi đây là điều kiện nếu triều đình không đồng ý nam châu sẽ có lý do không xuất binh cao kiến thành lập tức nhìn chằm chằm vậy theo ý đại tư không hẳn là nên đáp ứng hắn sao đồng mạch lạnh lùng quét mắt sang cao đại nhân nói chuyện cũng đừng nên quá đáng quá lỗ tai nào của đại nhân nghe thấy ta nói đáp ứng. Giờ đang thương nghị xem nên ứng đối ra sao chứ không phải là chỗ để đại nhân phát tiết cảm xúc. Gào thét ai mà chẳng biết, nhưng gào thét có thể giải quyết được vấn đề hay sao? Trong giọng nói có ý trách cứ nghiêm khắc, bị lão cảnh cáo như vậy, cảm xúc của Cao Kiến Thành lập tức ngoan ngoãn hơn rất nhiều, rõ ràng là hơi sợ đồng mạch, có điều vẫn chắp tay nói với Thương Kiến Hùng, bệ hạ, vị trí đại tư mã không thể ban cho tùy tiện, ảnh hưởng rất lớn, một khi đã ban cũng không thể tùy tiện bãi miễn, binh quyền Yến quốc không phải trò đùa, không thể để hắn đùa dỡn lấy về được. Nếu đúng như vậy, vị trí đại tư mã sẽ thành ra cái gì? Đầu tiên là gần như định sẵn, trọng binh biên cảnh không thể tùy tiện rút lui, trước mắt chỉ cần bình định phản quân thương châu, chẳng qua chỉ muốn hắn đi bình định, một châu đánh một câu, cần gì phải giao cả đại quyền binh mã Yến quốc cho hắn chứ? Lời này của lão ta đang nhắc nhở đồng mạch, cũng chắp tay nói, bệ hạ, nếu Nam Châu thật sự có thành ý đi bình định, cho một vị trí đại tướng quân Bình Định tạm thời là được, chỉ cho hắn đại quyền chỉ huy Bình Định, xem hắn có đồng ý không, nếu không đồng ý vậy chứng tỏ hắn không có thành ý mà là có mưu đồ khác, cũng tiện dùng chuyện này chặn miệng ba phái lớn. Thần phản đối, Cao Kiến Thành đứng lên chắp tay nói, cho hắn đại quyền này, nếu hắn Bình Định thành công thật, ảnh hưởng to lớn, hậu hỏa vô tật. Thương Triều Tông nhíu mày, lời này đúng là làm ông ta lo lắng. Đồng mạch nghiêm nghị bác bỏ, vậy đại nhân nói giờ phải làm sao? đúng như nghịch tặc ngô công lĩnh kia khoe khoang để hắn quét ngang đại yến hay sao cao đại nhân hiện tại phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện chứ không thể phải hành động theo cảm tính đại tư mã đứng hàng tam công không thể dễ dàng phế lập nhưng vị trí đại tướng quân bình định vốn chỉ tạm thời có thể lấy lại bất cứ lúc nào sau đó có thể hạ chỉ bỏ đi hai chữ bình định là có thể đoạt lại đại quyền chỉ huy bình định của hắn để lại cho hắn cái mũ đại tướng quân hư danh thì đã sao chứ hơn nữa đại nhân cho rằng chư hầu ngũ lộ kia thật sự có thể đồng tâm hiệp lực ngoan ngoãn nghe hắn chỉ huy hay sao. Hiện tại điều phải làm là lừa hắn xuất binh, để hắn liều mạng với phản quân, phải ngăn chặn xu hướng thất bại liên tục kia rồi mới có thể mưu đồ về sau được, nếu không tất cả đều chỉ là bàn xuông. Ngữ khi âm vang hữu lực, chương 940, Đại Phong khởi hề vân phi dương một Rồi xoay người lại chắp tay nói với thương kiến hùng, chỉ cần đại quân rời khỏi Nam Châu, cho dù hắn đánh thắng, chắc chắn cũng phải có tổn thất to lớn, sau đó muốn dồn đại quân nam châu vào chỗ chết không phải sẽ dễ dàng sao muốn chặt đứt tiếp tế của đại quân quá dễ dàng rồi thương kiến hùng liên tục vuốt cằm nói đại tư không đúng là dày dặn mưu đồ đồng mạch bây giờ không phải là vấn đề có cho binh quyền đại tướng quân bình định hay không mà là cho loại binh quyền tạm thời này có thể dụ nam châu xuất binh hay không nếu đối phương cứ ngậm lấy cái cớ có binh quyền đại tư mã mới xuất binh thì mọi thứ đều sẽ uổng công đến lúc đó chỉ có thể nghĩ đủ cách để ép chư hầu ngũ lộ liều mạc thực sự không được Nói đến đây thì dừng, Thương Kiến Hùng đang muốn nghe câu sau của lão, nghe lão nói vậy, vội hỏi: "Thế nào?" Dường như đồng mạch phải hạ quyết tâm lắm mới nói được ra khỏi miệng, thực sự không được nữa thì cầu viện Triệu Quốc, nhờ Triệu Quốc xuất binh tương trợ. Lúc đầu thảo luận vị trí của mình, Thương Vĩnh Trung không hề mở miệng, việc này không liên quan đến mình, rốt cục ý cũng lên tiếng, Triệu Quốc lòng giả khó lường, ngồi mắt ăn bát vàng, sao có thể tùy tiện dụng binh vì đại yến ta? Đương nhiên sẽ không, nhưng có thể bàn nhưng trước đó phải thái người liên hệ với cô cô thương thái hậu của bệ hạ, nhờ bà nói giúp, nếu không được thì cắt Nam Châu cho triệu quốc, làm điều kiện xuất binh. Đồng mạch cắn răng nói ra mấy lời bán nước này. Trong mắt người thường, điều này tất nhiên là bán nước, nhưng trong mắt mấy vị trước mặt, đây là bất đắc dĩ chặt tay mình cầu đường sống. Ánh mắt mấy người lóe lên, đã nhận ra dụng tâm hiểm ác của lão, nếu Nam Châu không xuất binh thì đưa Nam Châu cho triệu quốc để đổi lấy cơ hội xuất binh. Thương kiến hùng thân là đế vương, cắt nhường đất đai thì hơi do dự, khó mở miệng. Thương Vĩnh Trung trần chờ nói, Nam Châu là cái gai, cắt cho triệu quốc e là triệu quốc cũng khó thuận lợi nuốt được, chỉ với điểm ấy, chỉ e triệu quốc đã không dễ dàng đồng ý. Đồng Mạch lại một lần nữa cắn răng nói, vậy thì cắt định châu cho triệu quốc, không đồng ý thì cắt thêm một châu nữa, cho đến khi triệu quốc đồng ý xuất binh. Thương Kiến Hùng trầm mặc không nói. Cao Kiến Thành đang trầm mặc cũng chậm rãi nói, nếu thật sự làm vậy, cái mũ gian thần Đại Yến e là cả đời ta đừng mong bỏ xuống được. Đồng mạch quay đầu lại nhìn, đại nhân nghĩ là ta muốn nhìn thấy tình huống này xảy ra sao. Như vậy chỉ ít còn có thể bảo trụ đại yến, một đại yến còn sót lại dù sao vẫn hơn đại yến diệt vong. Chỉ cần đại yến vẫn còn, những thứ mất đi vẫn còn cơ hội lấy lại, nếu không sẽ mất tất cả. Đề tài này tương đối nượng nề, nhưng khi đến thời khắc sinh tử tồn vong, còn gì quan trọng hơn sóng sót nữa. Đến lúc đó cũng chỉ có thể làm như vậy để cầu sinh. Thương kiến hùng không lên tiếng chính là không phản đối, cũng có nghĩa sự việc trên cơ bản đã quyết định như vậy, đầu tiên lấy vị trí đại tướng quân Bình Định ra thăm dò, xem có thể khiến Nam Châu xuất binh không, nếu thật sự hết cách cũng chỉ có thể chặt tay cầu sinh như đồng mạch nói. Trong lòng cao kiến thành bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên bất hạnh bị lão đoán chúng, thà cho giặc bên ngoài chứ không cho gia nô, bên này tình nguyện cắt quốc thổ cho người khác chứ không chịu đưa binh quyền đại tư mã yến quốc cho thương triều tông. Đối với thái độ của đồng mạch, lão ta có thể lý giải được, nguyên nhân đầu tiên là vì thương kiến hùng, nguyên nhân tiếp theo là vì chính bản thân đồng mạch lão, năm đó giữa đồng mạch và ninh vương quan hệ rất gay gắt, hình như đều kết thù vì nữ nhân từ Kim Châu kia. Năm đó rất nhiều người thèm nhỏ dãi sắc đẹp nữ nhân kia, đồng mạch là một trong số đó, muốn nhân cơ hội chiếm nữ nhân kia. Nghe nói lúc ấy người đã tới tay, quần áo đều đã cởi, chuyện tốt sắp thành lại bị ninh vương xuất trình trở về nghe nói dẫn binh mã chạy tới, đánh cho đồng mạch một trận tơi bởi khói lửa, làm đồng mạch mất hết mặt mũi, sau đó nữ nhân kia hình như theo ninh vương bị cướp nữ nhân, trở thành đề tài đàm tiếu trong kinh thành là nỗi nhục nhã vô cùng của đồng mạch. Về sau Ninh Vương nhiều lần đem nhân phẩm ra chỉ trích, ngăn cản đồng mạch thượng vị, cộng thêm vài chuyện sau này, đồng mạch sao còn dám để nhi tử Ninh Vương nắm lại đại quyền binh mã Yên Quốc. Cũng chính vì thù này, đồng mạch và Ninh Vương đứng hai phía đối lập, cũng bởi vậy bị đương kim hoàng thượng lôi kéo trọng dụng đối kháng Ninh Vương, mãi cho đến nay đã trở thành đại thần hàng đầu. Sau khi ba vị đại thần rời khỏi ngự thư phòng, thương kiến hùng buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn bóng lưng ba người rời đi, lắc đầu nói, đại tư đồ hôm nay có chút thất thố. Điền ngữ ở sau tới gần khẽ cười nói, ít nhiều có chút tư tâm. Dù sao nhi tử cũng chết trong tay nghiêu hiểu đạo, đợt trước đi ám sát nghiêu hiểu đạo, nghiêu hiểu đạo có thể một tay khống chế Nam Châu, một khi để Nam Châu nắm giữ binh quyền, không biết cao gia sẽ có kết cục gì. Thương Kiến Hùng nói, người mà, ai mà chẳng có chút tư tâm, chỉ cần không để tư tâm làm lỡ việc nước, chỉ cần tư tâm đứng bên quốc sự, không ảnh hưởng toàn cục đại tư đồ vẫn là một người trung tâm với nước trong mắt cũng rất thưởng thức cao kiến thành chỉ cần đại thần bên người luôn đoàn kết đứng về phía ông ta thì ông ta chẳng có gì phải sợ cả điền ngữ khom người bệ hạ nói đúng lắm ngoài điện cao kiến thành nhanh chân tiến lên đồng mạch cố ý thả chậm bước chân thương vĩnh trung nhìn láo cũng thả chậm bước chân theo đợi cao kiến thành đi xa đồng mạch ung dung nói đại tư đồ hôm nay hơi thất thường hơn so với hàng ngày thương vĩnh trung cười hì hì giúp y giữ vị trí, thất thường có gì không tốt. Sau này cứ thất thường mãi như vậy là tốt nhất nên không mặn không nhạt đáp, cũng có thể lý giải, nhi tử chết trong tay đối phương, khó tránh khỏi có chút kích động. Đồng mạch liếc nhìn y, cười lạnh một tiếng, thật vậy sao? Ta thấy ông ta có gì đó không bình thường, ta thấy hình như ông ta muốn làm bệ hạ vui lòng, người đừng nên để ông ta che mắt. Chậm rãi bước đi là để nhắc nhở y, thương vĩnh chung hiểu ý của lão, lo mình cảm ơn hảo ý của cao kiến thành nên đứng về phía cao kiến thành lúc này mới hơi hạ thấp người nói đại tư không yên tâm thương mẫu lấy bệ hạ vi tôn lấy đại tư không như thiên lôi sai đâu đánh đó sẽ không bị mê hoặc bởi mấy lời này đâu đồng mạch mỉm cười lúc này mới rời đi với tốc độ bình thường quyết định trong cung nhanh chóng chuyển đến mao lư sơn trang những chuyện thế này những thời điểm này ở nam châu dường như chỉ có mao lư sơn trang là có thể đưa ra quyết định thương triều tông không quyết định được Đại thiện Sơn không tài giỏi như vậy, ngồi bên chờ chết, sợ chọc phải phiền toái. Bởi vậy, ba phái lớn có chuyện gì trên cơ bản đều trực tiếp trao đổi với Mao Lư Sơn Trang. Long Hưu nhận được tin dĩ nhiên cũng đi tìm Nhiêu Hữu Đạo đầu tiên. Nghe xong ý của triều đình, Nhiêu Hữu Đạo khá bất ngờ, hắn còn tưởng triều đình sẽ từ chối, sau đó bên hắn sẽ giảm điều kiện, ai ngờ triều đình lại nhượng bộ làm hắn đỡ phải vòng vò. Có điều hắn không hề dứt khoát đồng ý, buông tiếng thở dài, xem ra triều đình vẫn chưa có thành ý. Long Hưu vốn cho hằng hắn định dùng thủ đoạn gì khác khiến triều đình đồng ý, ai ngờ cũng chỉ thế thôi. Ông phát hiện mình hơi đánh giá cao thằng nhãi này, hơi tốn thời gian ở đây, ngay cả cung lâm sách và mạnh viên cũng bắt đầu trách ông ta, đại khai có ý chỉ trích ông, vấn đề này mà còn phải hỏi triều đình sao. Chắc chắn triều đình sẽ không đồng ý, đúng là vẽ vời thêm chuyện. Binh quyền đại tư mã không phải chuyện đùa, không phải triều đình không có thành ý, mà là muốn xem người có thành ý không, bình định. Đại tướng quân Bình Định là đủ binh quyền rồi, triều đình nắm tương đối chính xác chừng mực. Người còn chưa vừa lòng thì chỉ có thể chứng tỏ người có ý khác. chương 941, Đại Phong khởi hề vân phi dương 2. Nói tới đây, lòng hưu liếc mắt nhìn nam tử áo hoa cách đó không xa, nếu không phải tinh lực của ba phái lớn cơ bản đều tập trung ở biên quân, không thể lập tức thu về bên này được thì sao ông ta phải khách khí như vậy, đã sớm cho Mao Lư Sơn Trang biết mặt rồi. Trước đó vì chuyện cắt quân lương thậm chí đã động sát tâm với nhiều hữu đạo, có điều kết hoạch thay đổi, ai ngờ liên thủ chư hầu ngũ lộ đều là bao cỏ, làm ông ta không thể nào ra tay độc ác với Nhiêu hữu đạo mà còn phải chạy đi cầu xin người ta. Giờ mà giết Nhiêu hữu đạo sẽ làm Nam Châu đại loạn, vậy thì càng đừng mong Nam Châu xuất binh bình định. Nhiêu hữu đạo, cung chủ, không phải ta muốn cỏ kè mặc cả, mà đang suy bụng ta ra bụng người, ta chỉ muốn hỏi cung chủ một câu, sau khi Nam Châu xuất binh thì có lợi gì cho Nam Châu? long hưu nhíu mày người muốn có lợi gì trong lòng hơi nén giận nghiêu hữu đạo cung chủ đã làm đến mức này rồi ta còn không xuất binh tức là ta không thức thời sau này cũng không mặt mũi nào gặp lại cung chủ ta chỉ muốn có một lý do an ủi để xuất binh sau khi chuyện thành công ta cũng không cần gì khác từ triều đình cũng không trông cậy triều đình có thể cho được gì chỉ nhờ triều đình cho tướng sĩ trên dưới nam châu một công đạo cho dung bình quận vương một công đạo để vương ra lấy lại chút đồ đã mất long hưu hiếu kỳ thứ gì Nhiêu Hữu Đạo, vị trí Ninh Vương, thân vương thế tập có thể truyền cho tử tôn, dung bình quận vương vốn là thân vương, sau bị giáng chức thành quận vương, khôi phục tước vị thân vương không có gì quá đáng chứ. Chỉ là cái này, với Long Hưu mà nói chẳng phải việc gì khó, hư danh ấy mà nên lập tức đồng ý. Được, chuyện này bản cung bảo đảm, chỉ cần Nam Châu xuất binh bình định, sau đó mặc kệ có thể bình định thành công hay không, bản cung đều cam đoan có thể lấy lại tước vị thân vương cho Thương Triều Tông. Lúc này Nhiêu Hữu Đạo chắp tay, nói cung chủ đảm bảo, dĩ nhiên như hữu đạo tin phục, mời triều đình hạ chỉ, khi chỉ đến chính là lúc đại quân Nam Châu xuất trinh bình định. Thái độ này mới đúng, Long Hưu cười, nói chuyện xong với bên này, Long Hưu cũng đi, chạy về kinh thành để triều đình nhanh chóng hạ chỉ, việc này không thể kéo dài lâu hơn nữa. Thương Thục Thanh đang ngồi với Mông Sơn Minh, sau khi Mông Sơn Minh đến, luận quan hệ thân cận chỉ có Thương Thục Thanh, cũng chỉ có thể là Thương Thục Thanh bồi tiếp. Nghiêu hữu đạo tiến Long Hưu đi thì đến, nói kết quả đã định cho Mông Sơn Minh, mấy chuyện này không cần tị húy thương thục thanh. Được biết có thể lấy lại vị trí thân vương đã mất cho ca ca mình, không biết nhớ tới cái gì, vành mắt thương thục thanh ửng đỏ. Sắc mặt mông sơn minh cũng thay đổi, nói rõ ràng xong, như hiểu đạo nói tiếp, chuyện đã định, ta chỉ có thể làm được tới đây, tiếp theo phải nhờ vào vương gia và mông sơ voi. Mông sơn minh ngồi trên xe lăn chắp tay không người, lão phu thay mặt đại yên cảm ơn đạo gia, thay mặt vương gia cảm ơn đạo gia, Mông Sơn Minh nhất định không phụ trọng thác của đạo gia, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Thương Thục Thanh cũng nửa quỳ hành lễ với Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ, lần này ta sắp xếp cho Mông Soái trở về trợ ý chỉ triều đình, sau khi Mông Soái về có thể nhắc nhở vương gia, vương phi vốn là nữ anh hùng trên sa trường, cũng nên để nàng ấy hít thở chút không khỉ, chết trên sa trường dù sao cũng tốt hơn bắt nàng ấy chết ngạt trong nhà. Vương gia không thiếu nữ nhân, vì sao không dùng được một phượng nhược nam? Bạc tình quá không khỏi làm lòng người rét lạnh, năm đó ta lừa tiền Vương Phi, giờ còn chưa trả, ân tình còn nợ Vương Phi mong Vương ra có thể thiện đái Vương Phi. Trước kia hắn không nói rõ ra, lần này rõ ràng đang mở miệng nói dùm Phượng Nhược Nam. Trong mắt thương thục thanh liền lóe lên ánh lệ, đưa tay áo lên lau mắt. Quản Phương Nghi cũng mím môi, hai người đều không ngờ lúc này Nhiêu Hiếu Đạo còn có thể nhớ đến chuyện này, hai nữ nhân bị đánh trúng chỗ yếu trong lòng. Mông Sơn Minh chắp tay ôm quyền, đạo gia yên tâm, lão phu trở về sẽ cố gắng khuyên vương gia, nếu vương gia không đồng ý, lão phu cũng tuyệt đối không từ bỏ, chỉ cần lão phu còn ở đó một ngày tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai tùy tiện làm khó xử vương phi nữa. Ngưu Hữu đạo chống kiếm gật đầu, đại phong khởi hề vân phi dương, mông soái thuận buồm xuôi gió nhé. Mông Sơn Minh đi rồi, cả Thương Thục Thanh cũng đi cùng luôn. Nhìn theo mấy phi cầm cỡ lớn bay trên không trung, quản phương nghi thở dài, đạo gia, vị đại ca và tỷ tỷ kết nghĩa này của ngươi mới cho ngươi năm triệu, ngươi vừa quay đầu đã xuất binh vậy người ta sẽ bị ngươi làm cho tức chết đó mục đích nam châu đã đạt được nhưng những phiền phức sau này sẽ tìm đến ngươi e là sẽ không bỏ qua cho ngươi nghiêu hữu đạo cũng đang nhìn theo phi cầm đã đi xa trầm chậm, chậm nói có những thời điểm không được lựa chọn lúc trước hắn nói như vậy không phải là nhằm vào tiền tài của hàn tống đó chỉ là một nước cờ trong kế hoạch của hắn mà thôi hắn phải đẩy mạnh tốc độ tiến công của quân phản loạn bước triều đình nhanh chóng cho nam châu xuất binh Bất kể là quân đội hùng hậu của Hàn Tống tập kết, hay là triều quốc đang nhìn chằm chằm như hổ đói, nếu kế hoạch bị kéo dài thì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, trước hết phải nhanh chóng ổn định thế cục. Quản phương nghi lẳng lặng nói, vị đại ca và tỷ tỷ kia của ngươi còn đang chờ tin tức của ngươi đó. Một khi bọn họ biết chuyện ngươi xuất binh, sợ là sẽ trực tiếp tìm đến Mao Lư Sơn Trang. Tới lúc đó, nơi này không có lực lượng phòng phủ nào cả, vậy phải ứng phó thế nào? Như hữu đạo cười hờ hững, nếu cái chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng được gọi là rắc rối, vậy ta cũng không sống được tới giờ. Trở về viết phong thư, xem như là chút nhắc nhở thiện ý của đứa đệ đệ này vậy. Báo cho bọn họ là ba phái lớn đã âm thầm bố trí mai phục ở Mao Lư Sơn Trang, đang đợi bọn họ chui đầu vào lưới. Quản phương nghi ngẩn ra một lúc, rồi chợt thấy giờ khóc giờ cười. Phong thư này được truyền đi mà toàn Thái Phong và Huệ Thái Bình còn dám tới mới là lạ đó bảo tên đồ đệ quách hành sơn của ngọc thương đến một chuyến như hữu đạo ném lại một câu rồi xoay người rời đi mẫu tử trang hồng vẫn ở trong sân viện kia trong đình hạ lệnh bái đang gật gà gật gù đọc thuộc lòng cái gì đó gã là một kẻ không để ý chuyện bên ngoài một lòng chỉ biết đọc sách thôi hàng ngày không phải lo ăn lo uống cho dù bên ngoài xảy ra chuyện trời long đất nở cũng chẳng hề hay biết mà cũng chẳng có người nói cho gã biết thấy như hữu đạo tới gã hơi bất ngờ thật sự là vị sư phụ phủi tay mặc kệ đồ đệ này của gã rất ít khi đích thân đến đây hắn đến đây một chuyến quả là chuyện cực kỳ hiếm hoi hạ lệnh bái vội vàng đứng dậy bước nhanh tới hành lễ cúi thấp người đệ tử bái kiến sư phụ thấy động tĩnh bên ngoài trang hồng đi ra bà xinh đẹp rực rỡ động lòng người nhưng dường như gương mặt lúc nào cũng thấp thoáng vẻ u oán không cần đa lễ nghiêu hữu đạo ra hiệu cho hạ lệnh bái đứng dậy mỉm cười hỏi han học hành thế nào rồi hắn nói đến chuyện học thuộc lòng vẻ mặt hạ lệnh bái lập tức trở nên lúng túng học thuộc coi như tạm được nhưng học thuộc cả một quyển mà còn phải thuộc lâu làu thật sự là muốn cái mạng già của gã mà gã chỉ có thể dùng từ chắc trở để hình dung gã ngượng ngùng nói đệ tử ngu dốt còn chưa thể đọc thuộc trôi chảy ạ à. khóe miệng quản phương nghi hiện lên một nụ cười thầm mắng như hữu đạo thiếu đạo đức nếu trong lòng không thoải mái không muốn dậy thì đừng dậy cần gì phải lừa gạt người ta như thế trước mắt xem như thằng ngốc này gặp xui xẻo rồi. chương 942, Uy Phong vẫn còn, cứ từ từ, đừng vội, như hiểu đạo động viên gã, sau đó chắp tay với Trang Hồng đang đến gần. Trang Hồng có dung mạo động lòng người, dáng vẻ thướt tha, hơi khom người một cách thận trọng và tao nhã, chào tiên sinh. Đúng lúc gặp Quách Hành Sơn đến đây, như hiểu đạo đi tới chào hỏi, sau đó nói với ba người họ, mẫu tử phu nhân đã tới đây một thời gian không ngắn, cũng nên về thăm nhà rồi. Trang Hồng cười cay đắng, nhà nhà ở nơi đâu đối với mẫu tử chúng ta nhà là hy vọng xa vời dừng chân ở chỗ nào thì chỗ đó chính là nhà như hữu đạo ở phú phương viên tề kinh ngọc thương tiên sinh thường xuyên gửi thư thăm hỏi các người trở về thăm một chút cũng tốt bây giờ tình hình đã tới nước này quan hệ giữa hắn và hiểu nguyệt các dối rắm như vậy thật ra cứ khống chế mẫu tử bọn họ cũng chẳng còn ý nghĩa gì bởi vì có khống chế hay không thì kết quả cũng như nhau cả thôi Trang Hồng hỏi vặn, lẽ nào tiên sinh chê chúng ta quấy dày nên nóng lòng muốn đuổi mẫu tử chúng ta đi khỏi đây có phải không? Hạ lệnh bái nghe vậy thì sửng sốt, ngơ ngác nhìn sư phụ. Nghiêu hữu đạo lắc đầu, phu nhân hiểu lầm rồi, ta không ngại nói thẳng ra vậy. Bây giờ đại yến đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, phản quân tàn sát bừa bãi. Đại quân Nam Châu sắp xuất binh, chiến sự nổ ra. Phía triều quốc vẫn nhìn chằm chằm như hổ đói, còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu trang hồng tiên sinh không ở mao lư sơn trang sao nghiêu hữu đạo chuyện lớn như vậy ta không ngồi yên được phải đi cùng xem sao trang hồng ngài vứt bỏ sơn trang ư sao lại cứ cảm thấy nữ nhân này không muốn đi nhỉ nghiêu hữu đạo khẽ nói thầm trong lòng nghiêu hữu đạo không đến mức vứt bỏ chỉ là đại quân xuất trinh binh lực phòng ngự của nam châu có hạn mấy chục nghìn đại quân bên ngoài sơn trang phải được dùng vào việc cần đều phải rời đi chỉ lưu lại một ít người trong nhà các biện pháp phòng ngự của sơn trang không được chặt chẽ ta lo lắng cho sự an toàn của mẫu tử phu nhân trang hồng những người ở lại đều không sợ vậy mẫu tử chúng ta vẫn nên ở lại đây thì hơn ai lại tới gây khó dễ cho mẫu tử chúng ta phải không lúc nói những lời này trang hồng nhìn về phía quách hành sơn như thể đang nói hắn ta bà cũng không thực sự muốn trở về bên cạnh ngọc thương ngọc thương bên kia trông chừng mẫu tử bọn họ rất nghiêm còn lâu mới tự tại như bên này bà không biết rằng ngọc thương bất đắc dĩ mới phải làm vậy khác với nhiêu hữu đạo có địa bàn của mình ông ta tới nơi nào cũng là địa bàn của người khác vì vậy có rất nhiều chuyện không nằm trong tầm kiểm soát hạ lệnh bái cũng gật đầu không muốn rời đi hiện tại bên này cũng đã buông lòng gã lúc gã muốn ra ngoài còn có thể thăm thú phong thổ dân tình so với ở bên bá phụ phải buồn bực trong sân viện chỉ có thể nhìn thấy bầu trời thì tốt hơn nhiều ở đây lại không có ai quản gã kể từ khi gã có trí nhớ Khoảng thời gian ở đây là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời gã. Có thơ, có rượu ngon, có đồ ăn ngon, còn có tự do. Gã rất có cảm tình với nơi này. Quách Sơn hành nhíu mày, nhưng không tiện nói hai mẫu tử này cái gì. Như Hữu đạo im lặng, cũng chẳng phải hắn lo cho sự an toàn của hai mẫu tử này, hắn chỉ muốn bọn họ rời khỏi Mao Lư Sơn Trang thôi. Đối với kẻ địch bên ngoài mà nói, Sơn Trang không có giá trị công kích, bọn chúng không đến mức tấn công hai mẫu tử bọn họ ngọc thương vẫn có danh tiếng nhất định dù là hàn tống hay triệu quốc cơ bản là sẽ không có ai tùy tiện đắc tội bọn họ hắn lo là nếu không may xảy ra chuyện lực lượng chủ yếu của sơn trang rời đi vậy thì hai mẫu tử này sẽ trở thành gánh nặng của những người lưu lại sơn trang vì vậy hắn cũng đã đưa thương thục thanh đi khỏi chỗ này hai mẫu tử này là khách quý hắn không tiện cưỡng chế đuổi khách đi nếu bọn họ không muốn đi thì hắn cũng không tiện nói thêm điều gì sau khi rời khỏi sân viện như hiếu đạo dặn dò Quách Hàn Sơn cũng đi ra cùng hắn, người hỏi ý sư phó của ngươi xem sao. Nếu như muốn cho mẫu tử bọn họ trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể phái người tới đón. Được, Quách Hành Sơn gật đầu, vương ra, mời tiếp chỉ, trong phủ thứ sử Nam Châu, ca miểu thủy đích thân tới. Tuyên chỉ xong, hắn dâng chỉ dụ sắc phong bằng hai tay, phía sau là vài gã thái giám. Thần lĩnh chỉ, thương chiêu tông tiến lên, hai tay tiếp thánh chỉ rồi lùi lại phía sau. Lúc này, một lão già người đại thiện sơn vẫn luôn theo sát bên người thương chiêu tông tiến lui phòng bị khác thường thương chiêu tông mở thánh chỉ ra kiểm tra lại lần nữa sau khi xác nhận không có gì sai lầm mới yên lòng xin nhờ ca công công thay ta hồi bẩm bệ hạ hôm nay đại quân còn đang chấn chỉnh ngày mai sẽ xuất phát ca miều thủy gật đầu nói đương nhiên bản lệnh sẽ nhanh chóng bẩm báo ý của vương gia lên hoàng thượng tuy nhiên bệ hạ cũng đã hạ ý chỉ cho bản lệnh lệnh cho bản lệnh hộ tống vương gia xuất trinh như vậy mới tiện cho việc phối hợp giữa triều đình và đại quân. Mọi người có mặt ở đây vừa nghe là hiểu, ý là phái giám quân tới. Trước khi sự thật được sáng tỏ, triều đình yến quốc vẫn chưa công khai lệnh Nam Châu bình định với bên ngoài, sợ phía Thương Chiêu tông lại gây chuyện cười hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, có biết bao người nhìn chằm chằm vào Nam Châu, mà binh mã lại đông đảo như thế, nên động tính không giấu được người có mưu đồ. Huống chi Nam Châu cũng không giấu giếm, và cũng biết là không giấu nổi triều đình yến quốc sắc phong thứ sử nam châu thương chiêu tông làm bình định đại tướng quân dẫn đầu đại quân nam châu xuất trinh bình định tin tức vừa truyền ra thiên hạ chấn động trong một huyện nha mà phản quân vừa mới chiếm đóng chưa được bao lâu ngô công lĩnh đang cùng một nữ tử khóc nức nở lăn lộn trên giường nàng ta là gái nhà lành xinh đẹp bị lão ta nhìn chúng sau khi công phá thành bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa gấp gáp đại nhân đại nhân ngô công lĩnh ngẩng đầu gầm lên giận dữ làm gì đó không biết là ta đang nghỉ ngơi à bẩm đại nhân có quân tình khẩn cấp yến quốc sắc phong thứ sử nam châu thương chiêu tông làm thống soái thảo phạt vẻ giận dữ biến mất trên khuôn mặt ngô công lĩnh sắc mặt lập tức thay đổi trong chớp mắt lão ta chẳng còn hứng thú đẩy nữ tử đang khóc thút thít trên giường xuống rồi vội vàng đứng dậy lão ta túm lấy áo ngoài rồi vội vàng khoác lên người bước nhanh ra mở cửa vừa ra khỏi cửa lão ta đã giật lấy cấp báo để chân trần đi qua đi lại trong sân và đọc tình báo trên tay hai chân lão ta đầy lông, đúng lúc này, có một đoàn người từ bên ngoài tiến vào. Đó là sáu vị trưởng lão của sáu phái lớn ở Hàn Tống, và cả trưởng lão đơn đông tinh tạm thời thay chức trưởng môn đồng tiên các. Hiển nhiên là bọn họ đều nghe tin mà đến, Huệ Thanh Bình nghe thấy tiếng khóc của nữ tử trong phòng, lại nhìn ngô công lĩnh chỉ mặc chiếc áo đơn, đi chân trần thì cũng hiểu đại khái đã xảy ra chuyện gì. Bà ta không khỏi nhíu mày, chẳng phải nói là Nam Châu muốn khởi binh phản yến sao tại sao lại biến thành khởi binh thảo phạt quân ta? Hai tay ngô công lính vỗ lên mật thư, nhìn chằm chằm hai người toàn, Huệ, lạnh lùng hỏi chuyện. Trước đó lão ta còn cười nhạo vị đại đô đốc tống quốc này, nhưng lúc này sắc mặt lão ta cực kỳ khó coi, dường như rất sợ quân Nam Châu. Hai người toàn, Huệ nào biết xảy ra chuyện gì? Sau khi nghe tin, hai người họ cũng cảm thấy đã bị nghiêu hữu đạo đùa giỡn, muốn đi hỏi tội nhưng lại không dám. Trước đó, bọn họ đã nhận được tin từ nghiêu hữu đạo, hắn đã cảnh báo rằng ba phái lớn của Yến quốc đã bố trí cạm bẫy ở Mao Lư Sơn Trang chờ bọn họ, vì vậy bọn họ nào dám tới nữa. Toàn Thái Phong ho khan, năm vùng chư hầu còn không làm gì được đại tướng quân thì một vùng có thể làm gì được. chương 943, sợ ư, ngô công lĩnh chẳng thèm suy nghĩ đã thốt ra, ông thì biết cái gì. Chưa từng nghe danh anh Dương Vũ Liệt vệ ư, các người không biết sự lợi hại của đội quân này, nhưng ta đã nhiều lần tận mắt chứng kiến, Bọn họ rong rồi tung hoành trên xa trường không ai cản được, tấn công kẻ địch dễ như trở bàn tay. Bây giờ đội quân hùng mạnh nhất thiên hạ này đang nằm trong tay Nam Châu. Cả mông sơn minh nữa, ông nghĩ rằng lão già đáng chết kia là đồ trang trí hay sao? Năm ấy Ninh Vương có thể uy chấn thiên hạ không thể bỏ qua công lao của người này. Lão già chết tiệt này không giống mấy người ngu ngốc các ông đâu. Nói thật là, lão ta không sợ những người khác. Năm ấy, lúc còn đang dưới quyền Ninh Vương, Lão ta đã cảm thấy những người khác chưa chắc đã giống mình. Mà hết lần này tới lần khác, lão ta cứ xui xẻo bị Mông Sơn Minh nghe được lời không nên nghe, sau đó mới rơi vào cái kết cục mà bản thân lão ta có liều mạng thế nào cũng không thoát nổi. Lão ta vẫn luôn bị Mông Sơn Minh chèn ép gắt gao, lâu dần cái tên này trở thành bóng ma tâm lý chôn sâu trong lòng lão ta. Thực ra trong tiềm thức, lão ta rất sợ Mông Sơn Minh. Nói trắng ra là, lão ta sợ Mông Sơn Minh về mọi mặt vừa nghe nói là chỉ cần bên này nhanh chóng mở rộng tạo thế thành công cho nam châu tạo phản vì sao lão ta lại dốc sức phối hợp không một chút do dự đó là bởi vì lão ta sợ mông sơn minh sợ quân nam châu sợ phải đối đầu với quân nam châu hy vọng có thể khiến cho nam châu tạo phản ai ngờ sợ chuyện gì thì gặp chuyện đó chuyện lão ta lo lắng nhất vẫn xảy ra e là chỉ có ba phần khả năng không chiến thôi thế nhân có câu yên sơn minh tề vô hận yên sơn minh nói về mông sơn minh của yến quốc Ý nói một khi ông ra tay là rừng sâu núi thẳm chỉ có một âm thanh duy nhất, xung quanh yên tĩnh, một mình dẫn đầu. Còn tề vô hận nói về thượng tướng quân hô diên vô hận của tề quốc, ý nói tề quốc có người này thì sẽ không có chuyện gì phải hối hận. Mặc dù mông sơn minh đã già, nhưng khi ông rời núi, uy phong vẫn còn đó, khiến lũ tiểu nhân phải khiếp sợ. Không chỉ có ngô công lĩnh sợ, mà trước đây, chu thủ hiền ở Nam Châu, tiết khiếu ở Định Châu, có ai không sợ mông sơn minh đâu. Vừa giao chiến đã bó tay bó chân, sau khi giao chiến lại bị đánh tới nỗi không còn sức chống đỡ, chẳng khác gì một đứa trẻ 3 tuổi bị người ta ức hiếp. Kết quả ấy à, hoặc là bị ép đến mức phải tự sát, hoặc là bó tay hết cách, chờ mắt nhìn mông sơn minh cưỡi ngựa nhận đất. Một cưỡi ngựa nhận đất, ý nói dùng sức mạnh để chiếm đoạt địa bàn không thuộc về mình. Câu này có nguồn gốc từ một tục lệ diễn ra vào thời đầu nhà Thanh. Đó là... Con cháu bắt kỳ sau khi nhập quan, 17 tuổi, sẽ dùng phương thức cưới ngựa để khoanh vùng đất đai của mình, khu vực trong vòng tròn ngựa chạy sẽ thuộc về gia đình nhà họ. Một câu ông thì biết cái gì đã làm cho toàn thái phong xa sầm sắc mặt, gần giọng cảnh cáo, ngô công lính, không muốn ta cắt phăng đầu lưới của ông, thì ông ăn nói cho đàng hoàng một chút. Ngô công lính giật thót, chợt tỉnh táo lại, khi nãy lão ta nhất thời buồn bực nên quên mất là mình đang nói chuyện với ai. Lão ta vội vàng chắp tay nhận lỗi, khi nãy tâm trạng ta không tốt, nói lời không hay. Xin toàn trưởng lão bất giận, dầm, trong phòng truyền ra một tiếng vang nặng nề, mọi người quay đầu nhìn lại, Ngô Công Lĩnh nhanh chân bước vào trong, chỉ thấy nữ tử vừa bị lão ta cưỡng bức đã đập đầu vào tường, óc văng tung tóe, ngã trong vũng máu rỉ ra trên mặt đất. Những người khác cũng cùng đi vào trong, nhìn thấy cảnh này, ai cũng nhíu mày, Ngô Công Lĩnh lại không quan tâm đến chuyện này, núi tây biển máu lão ta đã thấy rồi, mấy chuyện như công thành chiếm đất cũng nhìn quen rồi. Vì vậy, lão ta không để tâm lắm phất tay ra hiệu cho thuộc hạ bọc thân thể nữ tử đã bị làm nhục thê thảm kia lại rồi khiêng ra ngoài. Ngô công lĩnh không mảy may thương hại người đẹp đã hương tiêu ngọc vẫn kia một chút nào. Bây giờ lão ta làm gì có tâm tư nghĩ tới chuyện này. Trở lại sân viện, lão ta xin ý kiến của hai người toàn, Huệ Thế Nhân đều biết người đứng phía sau Nam Châu chính là Ngưu Hữu Đạo. Hai vị trưởng lão và Ngưu Hữu Đạo có tình kết nghĩa, sao lại không tới Mao Lư Sơn Trang một chuyến nữa, xem có thể dùng phần tình cảm này để thuyết phục hắn giải trừ hậu họa lần này hay không hai người toàn huệ vẻ mặt khó xử ngô công lĩnh không hiểu nổi trước kia hai vị trưởng lão thường tới mao lư sơn trang bây giờ đã đến thời điểm quan trọng tại sao hai vị lại do dự huệ thanh bình khó xử nói đại tướng quân không dối gạt ông cách đây không lâu chúng ta nhận được thư cảnh báo của ngưu hữu đạo để ấy nói ba phái lớn của yến quốc đã bố trí mai phục ở mao lư sơn trang đang đợi hai người chúng ta tự chui đầu vào lưới Ngô Công Lĩnh buồn bực không nói gì, tại sao lão ta lại quyết định phản lại Yến Quốc chứ? Thực ra là lão ta bị hai người toàn, huệ lừa. Nhờ sự giúp đỡ của tử Kim Động, nhiều năm qua thực lực của đồng tiên các đã đạt tới cảnh giới nhất định, lợi ích từ vùng đất Một Châu đã khó có thể thỏa mãn nhu cầu của các đệ tử tông môn phái. Tuy nhiên, trưởng môn Khúc Vân không rất phục tùng tử Kim Động, không dám bành trướng. Trưởng môn phu nhân là con gái của trưởng môn tiền nhiệm, bà cũng nhiều lần nhắc nhở mọi người rằng đồng tiên các có được ngày hôm nay toàn bộ là nhờ vào sự giúp đỡ của kim tử độc, bảo mọi người phải biết đủ. Lợi ích ấy mà, sao có thể biết đủ được? Suy cho cùng, nhu cầu của con người nhiều như vậy, mọi người đều chưa thỏa mãn chính là một vấn đề. Đã từ lâu, đệ tử trong môn ai cũng oán thán, thầm trách vợ chồng trưởng môn không suy nghĩ cho tông môn mà ngược lại, cùi trỏ hướng ra ngoài. Oán giận chất chứa đã lâu, mà ở Thương Châu, giữa huynh đệ ngô thì cũng mơ hồ rơi vào tình trạng một núi không thể có hai hổ. đối với ngô công sơn mà nói ủng binh tự trọng hai là việc bắt buộc phải làm cũng là để bảo vệ các huynh đệ chứ không hề muốn ngấm ngầm chiếm đoạt lãnh thổ yến quốc hai ủng binh tự trọng nắm giữ quân đội củng cố thế lực của mình thế nhưng ngô công lĩnh không nghĩ vậy lão ta không cho rằng năng lực của mình yếu kém hơn ca ca chẳng qua là năm ấy mình luôn bị người ta áp chế không thể ra mặt mà thôi nếu không phải vậy thì bây giờ mình đã là chư hầu một phương rồi. Lúc Thương Châu mới bắt đầu ủng binh tự trọng, cảm xúc của lão ta coi như vẫn ổn. Nhưng theo dòng thời gian qua đi càng lâu, lão ta mãi mãi chỉ có thể đứng dưới huynh trưởng, vậy nên trong lòng đã có phần bất mãn. Lão ta đã nhiều lần khuyên huynh trưởng, muốn mở rộng địa bàn. Tuy nhiên, Ngô Công Sơn không đồng ý, ủng binh tự trọng là một chuyện, nhưng đánh chiếm địa bàn của triều đình sẽ trở thành phản thân. Ngô Công Sơn không muốn trở thành phản thân cũng không muốn huynh đệ và thuộc hạ của mình lấy trứng trọi đá. trước đây ủng binh tự trọng chỉ vì bảo vệ mọi người mà thôi. sau đó ngô công lính ngậm hực không thôi. đủ loại mâu thuẫn ở thương châu đã trở thành sơ hở bị người có lòng riêng để mắt đến từ lâu rồi. lúc hàn tống tìm đến cửa đầu tiên chúng tìm trưởng lão đơn đông tinh của đồng tiên các. đơn đông tinh không dễ nói chuyện. ông ta biết tình hình nội bộ đồng tiên các có thể đi bất cứ lúc nào. nhưng ông ta cũng có điều lo lắng quân địa phương không phản dựa vào đồng tiên các bọn họ mà tạo phản yến quốc thì đúng là đang nói chuyện đùa. Vì vậy Hàn Tống lại tìm Ngô Công Lĩnh, nhưng Ngô Công Lĩnh cũng hơi do dự và sợ hãi. Nói trắng ra là lão ta sợ Nam Châu bên kia, hoặc là nói lão ta sợ Mông Nhất Minh. Đặc biệt là tin tức Mông Minh Sơn chiếm Nam Châu, đánh định Châu chuyển đến. Đúng là gươm quý không cùn, khiến cho ông ta khá là kiêng rẻ. chương 944, nguy hiểm. Nhưng sau khi lão ta đi theo hai người toàn, huệ đến Nam Châu, tất cả đều thay đổi. Hữu Đạo và hai người kia đã trở thành huynh đệ kết nghĩa. Bọn họ nói rằng đã thu xếp ổn thỏa phía Hữu Đạo rồi. Sau đó, hai người lại lấy lý do là Nam Châu đánh chiếm ba quận của Định Châu, rồi hỏi ngược lại Ngô Công Lĩnh là Nam Châu sao có thể giúp Triều Đình Bình Định? Triều Đình muốn đưa Ngưu Hữu Đạo vào chỗ chết, Ngô Công Lĩnh bị lừa như thế, lập tức không kiêng rẻ nữa. Kết quả là mâu thuẫn nội bộ Đồng Tiên Các bùng nổ, vợ chồng trưởng môn Khúc Vân không bị đệ tử trong phái lật đổ, không có Đồng Tiên Các bảo vệ. Ngô Công Sơn bị người ta hạ độc mà chết. Ngô Công Lĩnh không thể giết người bằng đao kiếm vì sợ là dấu hiệu giết người quá rõ ràng. Đối với lão ta, làm như vậy chung quy chính là giết huynh trưởng của mình. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của đồng tiên các, Ngô Công Lĩnh thuận lợi tiến hành cuộc thanh trừng nội bộ cấp tốc. Đây cũng nguyên nhân thật sự giải thích tại sao trước đây Thương Châu không tạo phản, mà lại tạo phản sau khi hai người toàn, Huệ vừa trở lại từ Mao Lư Sơn Trang. Sau này, vì chặn quân lương, như hữu đạo dở công phu sư tử ngoạm đòi 10 triệu. Ngô công lĩnh trái lại còn khuyên người của sáu phái hãy thoải mái đáp ứng đưa tiền cho hắn. Tuy nhiên, đâu dễ gì lấy ra 10 triệu như vậy, cũng không có khả năng nghiêu hữu đạo đòi bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Hai người toàn, Huệ nói với Nhiều hữu đạo là hai phái bọn họ sẽ gom góp cho hắn 5 triệu. Nói cho dễ nghe vậy thôi, chứ thật ra 5 triệu đó là do cả sáu phái cùng góp chung. Cũng không phải là một nhà không chi ra được số tiền ấy, mà đây là chuyện của sáu phái, Lăng tiêu các và thiên nữ giáo sao có thể gánh vác một mình, nhất định là mọi người phải cùng chia đều, mỗi nhà chưa tới một triệu. Sau đó nữa, Nghiêu Hữu Đạo yêu cầu phản quân Thương Châu đẩy mạnh thế tiến công, Ngô Công Lính cũng dốc sức phối hợp. Lão ta làm vậy cũng là vì nguyên nhân trên, vậy mà lúc này lại có tin Nam Châu thảo phạt và bình định, Ngô Công Lĩnh sao có thể không phiền muộn đây. Trưởng lão hướng vô quang của vô thượng cung lên tiếng, ta thấy tên Nghiêu Hữu Đạo kia cố tình lừa các người đấy lực lượng chủ yếu của ba phái lớn yến quốc đều được điều động tới biên cảnh làm quân trọng binh phòng thủ lại còn phải bảo vệ hoàng cung yến quốc nữa vậy thì làm gì còn người có năng lực đến mao lư sơn trang bố trí mai phục hai vị có thể yên tâm đến đó nói đùa cái gì vậy không phải ngươi mạo hiểm đương nhiên ngươi có thể đứng nói chuyện không đau thắt lưng rồi ba toàn thái phong hừ lạnh trong lòng liếc mắt hay là ông thay chúng ta đi một chuyến nhé ba đứng nói chuyện không đau thắt lưng cách nói mỉa mai ý nói chuyện không liên quan đến bản thân thì nói gì mà chẳng được. Hướng thiên quang cười khan, ta lại không phải là huynh đệ kết nghĩa của hắn. Ông ta sao có thể chui đầu vào nguy hiểm được, nhớ đầu thật sự có bẫy thì biết phải làm sao. Nhắc đến chuyện kết nghĩa, Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình cũng buồn bực. Để xúi dục ngô công lĩnh phản yến, hai người đã làm ầm lên khiến mọi người đều biết, có lẽ không bao lâu nữa người khắp thiên hạ cũng biết luôn. Tin Nam Châu Thảo Phạt vừa truyền ra, hai người họ đã hối hận xanh ruột có cảm giác lấy đá đập vào chân mình. Yến quốc sắc phong thương chiêu tông làm bình định đại tướng quân ư. Bên trong doanh trướng cạnh bờ sông, La Chiếu ngồi sau bàn sách. Nghe tin báo, gã ta chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Văn Du trước mặt với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Văn Du chính là người vừa báo tin, Văn Du gật đầu, đưa tình báo trong tay cho gã ta. La Chiếu gấp gáp cầm lấy tình báo, đọc tỉ mỉ một lượt, hỏi, nhưng tin tức là do Nam Châu bên kia truyền ra, còn Yến Đình vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ. Tin này là thật ư, Văn Du có lẽ không sai đâu ạ. À. Thám tử bên Nam Châu đã phát hiện quân Nam Châu được điều động với quy mô lớn. Cũng có tin tướng sĩ từ biệt người nhà đều phải đi bình định và tiêu diệt phản quân Thương Châu. La Chiếu, Mông Sơn Minh tuổi cao sức yếu, ông ta sẽ theo quân xuất trinh hay là ở lại trấn thủ Nam Châu. Văn Du có thành bảo đao Mông Sơn Minh ở đó, với thế cục trước mắt, nếu Nam Châu thật sự muốn xuất trinh thì tất nhiên sẽ phải nỗ lực hết mình, nên là ông ta sẽ theo quân xuất trinh. Cho dù mông sơn minh ở lại trấn thủ Nam Châu, ông ta cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ trước tình hình cuộc chiến, cũng không thể không trao đổi tin tức với thương chiêu tông. Văn Du giỏi phân tích thế cục, tựa như lúc trước, hắn ta đánh giá mông sơn minh và hồ diên vô hận là có đạo lý riêng của mình. Đây cũng là nguyên nhân La Chiếu coi hắn ta là phụ tá tâm phúc của mình. Hắn ta có thể cho La Chiếu những ý kiến tham khảo có giá trị. Nghe những lời này, La Chiếu khẽ vuốt cầm tán thành. Gã ta xoay người đi tới trước tấm bản đồ, nhìn vào trận địa, từ từ nói, Ngô Công Lĩnh giao chiến với Mông Sơn Minh, sợ là phiền toái. Không biết Ngô Công Lĩnh có thể chống đỡ được mấy trận đây. Dù Yến Đình có muốn cản trở Nam Châu thì cũng sẽ không ra tay vào lúc này. Phan Du, có một điểm có thể khẳng định, đó là năm vùng chư hầu không hề muốn phục tùng mệnh lệnh, đều muốn bảo tồn thực lực. Lúc này Yến Đình bỏ qua hiềm khích mà dùng Nam Châu cũng vì điểm này. Năm vùng chư hầu không phối hợp, bây giờ Ngô Công Lĩnh kêu gọi và tập hợp 2 triệu quân, chỉ dựa vào một vùng Nam Châu mà muốn tùy tiện giải quyết ngô công lĩnh thì sợ là quá sức. La Chiếu lại không nghĩ vậy, gã ta nhìn chăm chú vào bản đồ, lắc đầu nói, hai triệu quân phần lớn là đám người ô hợp, cho dù là quân của một vùng Nam Châu cũng chưa chắc có thể làm gì được thuộc hạ của Mông Sơn Minh. Quân của ngô công lĩnh liên tục chiến đấu trong thời gian dài, tướng sĩ đã mệt nhọc, vậy mà chiến tuyến lại mở rộng quá nhanh, chưa hình thành trạng thái công, thủ kết hợp, đó là một vấn đề lớn. Lập tức liên hệ với ngô công lĩnh bên kia, bảo lão ta thu hẹp chiến tuyến, tập trung thực lực, lấy thủ làm chính, chỉ cần có thể ngăn chặn và kéo dài đã là thắng lợi. Phía ngô công lĩnh nhiều quân như vậy, Yến quốc không chống đỡ được bao lâu đâu. Văn Du hơi do dự, đại đô đốc, lần trước chúng ta bảo ngô công lĩnh thu lại binh lực nhưng bị lão ta châm chọc. Lần này lão ta sẽ nghe ư, la chiếu quay đầu, lão ta cũng được xem là một lão tướng, chẳng lẽ không cảm thấy nguy hiểm sao? Lão ta không nghe, ta cũng phải nhắc nhở, cùng lắm là lại bị châm chọc một lần nữa mà thôi vâng văn du nhận lệnh rời đi non sông tươi đẹp trong liên doanh đại quân có lác đác vài con ngựa chiến đang ăn cỏ uống nước ven hồ cảnh tượng hài hòa an lành trái ngược với tình hình chiến tranh cấp bách thứ sử hạo châu tô khải đang cùng trưởng lão tiêu giao cung thi thăng thong thả đi dạo ven hồ thi thăng cũng mới đến đây thôi ông ta đích thân đến chấn giữ nơi này ba phái lớn của yến quốc và năm vị trưởng lão của năm vùng chư hầu có liên quan đều đến đây chấn giữ lần trước liên tiếp thua trận bây giờ nam châu lại xuất binh đó là dư lực cuối cùng của yến quốc vì vậy ba phái lớn phải cẩn thận chống đỡ thúc giục năm vị trưởng lão đích thân tới đây sau một hồi trò chuyện khách sáo tô khải đồng nói ta nghe tin triều đình đã phong dung bình quận vương làm bình định đại tướng quân truyền lệnh cho binh mã các vùng đi bình định tin tức này có thật không thi thăng chắp tay dạo bước vuốt cằm nói đúng là có chuyện này ta đích thân tới đây là để nói chuyện này đấy chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia cũng liên quan tới tương lai của mọi người, lần này chúng ta phải phối hợp thật tốt đó. Tô Khải Đồng tâm tình phức tạp, năm ấy ông ta theo Ninh Vương, không ngờ hôm nay lại phải nghe lệnh của con trai Ninh Vương, nhất là lá thư mà Mông Sơn Minh gửi tới lúc trước. Có lẽ trong lòng hơi kích động, ông ta gần giọng kiên quyết đảm bảo, thị trưởng lão yên tâm, tướng sĩ Hạo Châu nhất định sẽ toàn lực phối hợp. thi thăng đi chân trần trên thảm cỏ xanh, bước chân dừng lại, hư một tiếng, nhíu mày, quay đầu nhìn Tô Khải Đồng, Khải Đồng à, ta nói là để cho ông phối hợp thật tốt, nhưng dường như ông không hiểu ý của ta. chương 945, đừng đùa thế chứ. Một, trước đó, quả thực Tô Khải Đồng không hiểu, nhưng ngược lại lúc này ông ta đã hiểu rồi. Ông ta ngập ngừng hỏi, ý của thi trưởng lão là. Thi Thăng nói, nếu thương chiêu tông lệnh cho binh mã hạo châu của ông đánh tiên phong, liệu ông có thật sự không để ý sống chết của các huynh đệ cấp dưới, để cho bọn họ đổ máu phía trước hay không? Ta đã nói với ông, cũng đã nói với bốn vị chư hầu khác, nếu thương chiêu tông ra lệnh như vậy thì sẽ có nghe theo sao người khác không nghe ông lại bán mạng hả ông đã từng nghĩ đến hay chưa các huynh đệ của ông rất nhiều người cũng có nhà có người thân biết bao người thân của họ ngóng trông con trai trưởng phu phụ thân và huynh đệ của mình sớm ngày trở về nhà bình an thân là chủ soái ông phải chịu trách nhiệm với mọi người không thể hành động theo cảm tính được lời này rất có lý cũng thật là giạt rào tình cảm tô khải đồng xác nhận ý tứ của thi thăng nhưng những lý do này không thể sáo rỗng như vậy được. Ông ta vẫn hơi trần chờ thì trưởng lão, thương chiêu tông từ thời niên thiếu đã theo phụ thân xuất trinh, không phải là vật trang trí đâu. Mông Sơn Minh càng là kiểu người quân lệnh như núi, có lệnh ắt phải làm theo. Từ trước tới giờ, hắn luôn trị quân nghiêm khắc, dám cãi quân lệnh của hắn sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Trị quân nghiêm khắc, thì thăng cười ha hả như thể đang nghe chuyện cười, quân hạo châu là của hắn đấy à. Đến lượt hắn tới trị chắc. Muốn trị thì trị quân của hắn thôi, chứ binh mã năm vùng chư hầu ấy hả, ông cứ chờ xem mà coi, xem ai sẽ nghe hắn. Tô Khải đồng nhíu mày, nếu vậy thì triều đình cần gì phải cho hắn binh quyền hiệu lệnh binh mã các vùng chư hầu. Thì thằng đưa tay vỗ nhẹ lên ngực Tô Khải Đồng, cười nói, Khải Đồng à, lẽ nào ông thật sự nghĩ rằng triều đình sẵn lòng trao binh quyền cho hắn ư? Chuyện bất đắc dĩ thôi, Nam Châu muốn chiến, vì để cho hắn xuất binh nên đành phải trao binh quyền cho hắn thôi. Tô Khải Đồng nghi ngờ, không trao đổi thống nhất với ba phái lớn, không xác nhận các vùng chư hầu sẽ phối hợp xuất binh hay không, đó chỉ là thủ đoạn thôi sao. Thi thăng xua tay cũng chẳng phải là thủ đoạn gì đâu. Việc không có lợi thì ai làm, muốn cái danh bình định đại tướng quân này thì phải giành được công đầu. Theo lời cung chủ, Thương Chiêu Tông muốn lấy lại chức vị thân vương đã mất của mình, đây chính là điều kiện của Nam Châu bên kia. Cung chủ đã đồng ý rồi, sau khi xong việc hắn sẽ bị triều đình tước chức vị thân vương có mấy lời ta không ngại nói rõ, trước đây giữ lại thực lực là vì bức ép Nam Châu phải xuất binh. Khải Đông à, ta cũng là vì muốn tốt cho ông thôi. Nếu không thì ông cứ liều mạng đi, cũng để binh mã của nông liều mạng cùng. Nếu không còn binh, vậy thì sau này binh quyền của ông cũng mất. Không có binh mã trong tay, ông sẽ mất đi Hảo Châu. Đến lúc đó, những tướng sĩ máu nhuộm xa trường mới đáng thương làm sao, bọn họ phải trơ mắt nhìn kẻ khác chiếm lợi, chết không nhắm mắt. Có câu vô dục tắc cương, một chúng ta không cần công lao cũng không cần ban thưởng huống chi triều đình cũng sẽ không thật sự ban thưởng cho chúng ta cái gì thương kiến hùng còn có thể thưởng cho ông thêm một địa bàn một châu nữa ư chúng ta chỉ cần đứng một bên cổ vũ là được nếu nam châu muốn vậy thì để nam châu đi sông pha chiến trận là được rồi chờ thế cục ổn định năm vùng chư hầu lại cùng nhau thu dọn tàn cục không uổng phí chuyện gì bảo vệ đại yến cũng bảo vệ lợi ích của tất cả các tướng sĩ hạo châu mọi người giành được thắng lợi khải hoàn trở về vui vẻ đoàn tụ với người nhà như vậy có gì không tốt đâu ông hiểu ý ta không tô khải đồng muốn nói lại thôi ta hiểu ý của thi trưởng lão nhưng mà thi thăng lạnh lùng liếc mắt lườm ông ta nhưng nhị cái gì tô khải đồng thở dài yên sơn minh tề vô hận không phải là hư danh ta đã từng dưới trướng mông sơn minh nhiều năm chưa đến mức hiểu thấu ông ta nhưng ông ta là hạng người như thế nào thì ta lại rõ ràng ông ta một danh tướng tuyệt đối không phải hư danh Ông ta không ra tay thì thôi, một khi ra tay ắt sẽ phong quyển tàn vân hai. Hư danh bình định đại tướng quân không giống với phong cách của ông ta, ông ta thật sự muốn bình định thì sẽ không để ý đến hư danh gì đó đâu. Vì vậy, ta cứ cảm thấy chuyện Nam Châu muốn quyền hiệu lệnh bình định đại tướng quân không đơn giản như vậy. Hai phong quyền tàn vân, gió cuốn mây tan, ý là diệt sạch quân thù. Thi thăng không cho là đúng, cười khẩy yên sơn minh, tề vô hận. Hư hư, danh tiếng lẫy lừng thật đấy ngoại trừ cửu đại trí tôn ba ra ai dám nói ra những lời ngung cuồng như vậy không biết trời cao đất rộng thật đúng là nực cười lời đồn linh tinh mà thôi bọn trẻ con truyền tai nhau đó sao có thể xem là thật được khải đồng à ông nghĩ nhiều rồi cứ coi như gió thổi ngoài tai đi chỉ cần làm tốt việc của mình là được hiểu chưa ba cửu đại trí tôn chín vị hoàng đế tô khải đồng than thở trong lòng ngô công lĩnh là cái thá gì làm gì có chuyện ông ta tình nguyện bỏ xuống cái danh bại tướng dưới tay trước mặt ngô công lĩnh. Nhưng hiện thực thật khiến người ta bất đắc dĩ, ông ta bất lực không biết phải làm sao, chỉ có thể nghe theo, vâng, ta hiểu ý của thi trưởng lão. Có thi trưởng lão đích thân chấn thủ, nhất định sẽ không có sai lầm. Ngụ ý là, người ở đây đích thân chấn thủ thì có gì phải lo lắng đâu. Thi thăng gật đầu, vỗ lên vai ông ta, vẻ mặt hài lòng, sau đó chắp tay tiếp tục đi về phía trước, khải đồng à, đợi tới khi việc lớn đã thành, trở lại Hạo Châu, ông nạp thêm mấy phòng thiếp thất, sinh thêm vài đứa, xem có thể sinh được đứa bé nào thích hợp với việc tu luyện hay không. Đến lúc đó, ta sẽ ra mặt mời đứa bé đó tới tiêu giao cung bồi dưỡng. Cảm ơn thi trưởng lão quan tâm. Bệ hạ, trong hoàng cung triệu quốc, bên cạnh cây cầu nhỏ có dòng nước chảy qua, hải vô cực lẳng lặng đứng đó, đại đô đốc bàng đằng đi tới hành lễ. Hải vô cực ừ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt, Nam Châu muốn xuất binh bình định, triệu quốc ta muốn xem sách lược hao tổn của bọn họ có sụp đổ hay không. Bàng đang nói còn phải xem tình hình chiến đấu như thế nào đã. Ngô công lính kêu gọi và tập hợp 200 người, năm vùng chư hầu không chịu góp sức, chỉ dựa vào sức của một vùng Nam Châu thì quá khó khăn. Hàn Tống có thể xuất binh bất cứ lúc nào, Hải vô cực quay đầu lại, quả nhân không hiểu rõ thương chiêu tông. Nhưng mông sơn minh mà bàng lão tướng cũng dám xem thường ư. Bàng đang rũ mắt cục nghi, buồn bực nói, huynh trưởng của thần chết trong tay ông ta, thần đâu dám xem thường. Cho dù ông ta có thể thuận lợi bình định và tiêu diệt phản loạn, khiến cho Hàn Tống không dám tùy tiện xâm phạm Yến quốc nữa, nhưng lần hao tổn này đối với Yến quốc là hỏa vô đơn chí, tổn thương nguyên khí nặng nề, chiến loạn cuốn sạch qua các vùng, trăm nghề điêu linh, người người lưu lạc, không thể khôi phục lại trong khoảng thời gian ngắn được, đây là một lợi thế. Triệu quốc phát tài tại chỗ, không dừng có được những tài nguyên này, đây cũng là một lợi thế. Đội quân tinh nhuệ của Nam Châu đã bị điều đi bình định, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trở về, Kim Châu ít đi một chỗ dựa. Hàn Quốc và Yến Quốc rằng co, ốc còn không mang nổi mình ốc. Những tài nguyên mà bệ hạ tặng không cho bọn họ có thể thuận thế lợi dụng để thu phục Kim Châu. Đây lại là một lợi thế nữa. Có ba lợi thế này, cho dù không thể khiến các nước tiếp tục hao tổn, nhưng triệu quốc cũng không mất gì. Hải vô cực buông tiếng thở dài. Nếu có cơ hội ăn được miếng thịt béo to hơn, đương nhiên ông ta không muốn để vuột mất. Nhưng nếu không có cơ hội, thì cũng chỉ có thể ăn tạm thôi. Lão tướng quân nói không sai, nếu trong lòng lão tướng quân đã có tính toán, vậy thì hãy chuẩn bị giành lại Kim Châu đi. Về phía triều đình, quả nhân sẽ ứng phó. Chương 946, đừng đùa thế chứ. Hai, Bang Đăng vẫn chưa nhận lệnh mà ngược lại còn khuyên nhủ, bẩm bệ hạ, bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi tập kết binh mã sẽ khiến cho Hàn Tống nghi ngờ, sợ là bọn chúng sẽ bị ép phải dừng tay. Chưa tới thời khắc cuối cùng, Chúng ta nhất định phải khiến bọn chúng nghĩ rằng chúng ta kiêng dè cảnh cáo của Tề vệ, chỉ dám chiếm chút lợi nhỏ. Nếu thế cục thực sự không ổn, lúc đó chúng ta ra tay với Kim Châu vẫn chưa muộn. Lễ vật tặng cho ba nước phía Tây đã có sẵn, căn bản không cần phải tốn thời gian thu thập. Đến thời cơ thích hợp, chúng ta có thể đưa lễ vật đi trước, sau đó đại quân tập kết rồi đi theo là được. Bây giờ chưa phải lúc đánh rắn động cỏ. Ừ, Hải vô cực gật đầu, nói có lý. Sau đợt tuyết rơi, trời quang mây tạnh, mùa đông ngắn ngủi qua đi thời tiết trở nên ấm áp dưới mái hiên hiên cát tuyết tan thành những giọt nước trong hiên cát thiệu bình ba im lặng một lúc lâu suy ngẫm về tin tức từ nam châu truyền đến y cũng không hoàn toàn vì tin tức này mà là đang tự hỏi Ngưu hữu đạo sẽ làm thế nào thật sự sẽ vì bảo vệ đại yến mà không ngại trả giá và phản quân đổ máu hay sao đặt mình vào vị trí của thương chiêu tông và mông sơn minh y cảm thấy điều này hoàn toàn có thể nhưng Nghiêu Hữu Đạo có thể hành động đại nghĩa như vậy hay không thì y thật sự không đoán được. Nghiêu Hữu Đạo mà y biết dường như là một kẻ ở giữa ranh giới chính tà, nửa chính nửa tà, nói không thể nhưng lại có thể, nói có thể nhưng lại không chắc chắn. Thế cục lớn, sự tình phức tạp, ảnh hưởng tới nhiều mặt, không giống y và Nghiêu Hữu Đạo đối đầu ngày trước. Lúc ấy mọi chuyện khá đơn giản, dễ có manh mối. Sau một hồi lâu, lúc Thiệu Tam tỉnh bưng lên một chén trà nóng, Thiệu Bình Ba thuận miệng hỏi, sau khi tin Nam Châu xuất trinh truyền ra, quân triệu quốc có gì khác thường không? Thiệu Tam tỉnh đáp lời, trước mắt, bên Hắc Thủy Đài chưa gửi đến tin tức có liên quan, hẳn là triệu quốc không có hành động khác thường. Nếu không phải vậy thì dưới nghiêm lệnh của bệ hạ, Hắc Thủy Đài sẽ không lá mặt lá trái như những người khác, mà nhất định sẽ kịp thời gửi tin tức tới. Khóe môi Thiệu Bình Ba khẽ lộ ra ý cười, hạ độc muội môi không thành, Kim Châu đã trở thành tâm bệnh của hải vô cực. Có cơ hội này, binh mã triệu quốc có động thái khác thường mới là bình thường, trái lại, không có động thái khác thường mới là không bình thường. Ông ta nhẫn nhịn như vậy, xem ra ta đoán không sai, dã tâm thật không nhỏ đâu. Y nói xong thì cầm bút chấm mực, viết tấu trương. Y viết tình hình dự đoán của mình vào tấu trương rồi đưa cho thiệu tam tỉnh, bảo người của Hắc Thủy Đài giao cho Thái Thúc Hùng xem, để ông ta tự có tính toán. Lúc không có việc gì, Y cũng không tiện ra vào cung liên lục. Thái Thúc Hùng có rất nhiều chuyện phải xử lý, không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Trong trường hợp không có chuyện gì quan trọng cần phải gặp mặt để trao đổi, thường thì y sẽ truyền đạt ý kiến của mình bằng cách này. Mao Lư Sơn Trang có khách tới thăm, là hoàng liệt của Đại Thiền Sơn. Sau khi biết tin Nam Châu muốn xuất binh, ông ta cực kỳ kinh ngạc, trước tiên tới phủ thứ sử xác định thật giả, sau đó lại gấp gáp tới đây. Như hữu đạo tiếp khách trong đình thủy tạ, mời ông ta dùng trà. Hoàng liệt căn bản không có nhã hứng, ông ta đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, trực tiếp xua tay, gạt chén trà sang một bên để đỡ phải trướng mắt. Ông ta hỏi thẳng, lão đệ à, Nam Châu xuất trinh và bình định là giả, hẳn là ngươi có dự định khác phải không? Trước đó ông ta vẫn cho rằng Nhiêu hữu Đạo là kẻ gian xảo, nhận định là hắn có dự định khác. Nếu không phải vậy thì trong tình hình rối ren này, hắn không thể nào giữ bình tĩnh, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Ông ta quen biết Nhiêu hữu Đạo bấy lâu nay nên đương nhiên biết Nhiêu hữu Đạo không phải là kẻ ngồi không. Thậm chí ông ta còn nghi ngờ Ngưu Hữu Đạo đã chuẩn bị sẵn sàng làm cỏ đầu tường, lúc nào cũng có thể phản bội Yến Quốc, nhảy vào Hàn Tống bên kia. Giả sử Yến Quốc sụp đổ, dĩ nhiên Đại Thiền Sơn cũng muốn tìm đường ra. Đây là nguyên nhân khiến Đại Thiện Sơn không ngại theo hắn, trắng trợn lừa gạt ba phái lớn. Ai mà ngờ được Ngưu Hữu Đạo lại làm được chuyện này, lại có thể đảo ngược tình thế xuất binh, đó chẳng phải là đùa giỡn sao? Lúc trước hắn đối nghịch với triều đình, còn trận quân lương của triều đình đều là đùa giỡn sao? có thể đùa giỡn người ta như vậy, ngươi thì không sao, nhưng Đại Thiện Sơn lại đắc tội với ba phái lớn, sau này biết cư xử với người ta thế nào đây? Đại Thiện Sơn ra đại nghiệp đại ba, không thể giống như ngươi, dám đùa giỡn vô lại, còn có thể nói chuồn là chuồn mất tiêu. Ba gia đại nghiệp đại, gia tộc có nhiều người, sản nghiệp khổng lồ. Chuyện đã đến nước này, rốt cuộc Đại Thiện Sơn không nén nổi cơn giận, không trốn ở một bên giả chết nữa. Không giả chết được, xuất binh còn có thể thiếu một Đại Thiện Sơn hay sao? các ngươi có thể vì đại yến mà cống hiến tất cả nhưng bảo đại thiện sơn cũng sẵn sàng cống hiến như vậy thì chúng ta không làm được không còn cách nào khác cuối cùng để cải tử hoàn sinh ông ta phải tìm tới cửa nghiêu hữu đạo vô cùng kinh ngạc ta có dự định gì đâu xuất trinh là chuyện lớn sao có thể coi là trò đùa hoàng liệt sững sờ những trưởng lão bên cạnh cũng đồng loạt nhìn chằm chằm như hữu đạo không chớp mắt như thể muốn từ gương mặt hắn nhìn ra điều gì trong lòng một đám người đều đang chửi con mẹ nó Chuyện lớn như vậy mà từ đầu đến cuối ngươi lại không hé miệng với Đại Thiền Sơn, ít ra ngươi cũng phải cho chúng ta chuẩn bị tâm lý chứ. Lúc trước ngươi điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, bây giờ lại đột nhiên nói với chúng ta là phải ra chiến trường liều mạng, trò đùa này có phải là hơi lớn rồi không? Đừng đùa thế chứ, lão đệ à, người đùa thế này chẳng buồn cười chút nào đâu. Gương mặt hoàng liệt tối sầm lại, như hữu đạo càng làm ra vẻ ngạc nhiên, hoàng trưởng môn, trông ta giống đang đùa giỡn lắm sao? Hoàng Liệt có một loại kích động muốn đâm cho hắn 10.000 nhát đao, nhưng phải cố hết sức kiềm chế, người không nghĩ biện pháp bảo vệ bản thân, trái lại còn muốn tham chiến, như vậy chẳng phải là đang tự đi tìm khổ ư. Ba phái lớn và năm vùng chư hầu không liều mạng, lại để cho Nam Châu liều mạng, lòng giả chứa cái quỷ gì còn cần phải nghĩ nhiều sao. Một cái danh hiệu bình định đại tướng quân mà người cũng tin à. Đường đường là đạo gia của Mao Lư Sơn Trang, sẽ không dễ bị lừa như vậy đâu nhỉ. Đây là muốn Nam Châu chúng ta đi tìm đường chết mà. Cho dù bình định thành công thì thế nào, hai triệu phản quân đó, Nam Châu chúng ta có thắng cũng là thắng thảm hại. Trong cái thế đạo người ăn thịt người này, tới khi không còn thực lực trong tay, yến quốc còn chỗ cho chúng ta dung thân hay sao? Nhìn dáng vẻ lo âu của ông ta, Như Hữu Đạo không kìm được vui vẻ, hoàng trưởng môn lo lắng quá rồi, xuất binh chính là để bảo vệ Nam Châu. Hoàng Liệt, bảo vệ Nam Châu cái quỷ gì, ta không nhìn ra trong lời nói còn mang theo lửa giận. Hoàng trưởng môn phải tin tưởng vương gia, phải tin tưởng đội quân tinh nhuệ của Nam Châu chúng ta chứ. Đại quân của vương gia ra trận sẽ quét sạch phản quân, một lần hành động bình định nội loạn Yến quốc. Ngưu Hữu Đạo làm động tác vung tay quét ngang như thể đang san bằng thiên hạ. Khóe mắt Hoàng Liệt nhanh chóng nứt ra, người đang nói mơ đấy à? Đại Thiên Sơn của ta đã đắc tội với ba phái lớn rồi, người còn muốn ta khai chiến với Hàn Tống. Bất kể thắng thua thế nào, đến lúc đó bên trong, bên ngoài không phải người, ta còn đường sống không? Đến lúc đó người muốn chạy thì chạy, nhưng toàn thể đại thiền sơn của ta có nhiều đệ tử như vậy, bọn chúng biết chạy đi đâu. Lời nói thật thẳng thắn, Ngưu Hữu đạo ấn nhẹ ông ta, ý bảo ông ta đừng nóng vội, hoàng trưởng môn yên tâm, không có việc gì đâu, cứ hạ lệnh cho đệ tử đại thiền sơn nhanh chóng chuẩn bị theo đại quân xuất chinh đi. Sau khi chiến thắng trở về, nếu ba phái lớn dám làm khó dễ đại thiền sơn, thanh toán nợ cũ thì ta sẽ ra mặt ngăn cản chương 947, nghiêm túc phái ba lạnh một. Hoàng Liệt đứng lên, như hữu đạo, là trưởng môn của Đại Thiền Sơn, ta không thể lấy tính mạng của biết bao đệ tử và người thân của bọn họ ra đặt cược, ta cũng không thể lấy chuyện này ra đùa dẫn được. Hôm nay người phải cho ta một lời giải thích cho chuyện này, bằng không thì binh mã Nam Châu không dễ xuất binh đâu. Người mà ép ta, đừng trách ta chủ động liên lạc với phía Hàn Tống. Thấy bộ dáng ông ta như vậy, nhiều hữu đạo cũng biết là không thể không không giải thích. Hắn đứng dậy, chia tay làm dấu và mỉm cười, nói, đi thôi. Đi cái gì mà đi, ngươi nói rõ ràng cho ta. Hoàng Liệt vô cùng nóng giận, như hữu đạo trực tiếp xoay người đi, biện pháp không thể tùy tiện tiết lộ, bí mật không thể nói cho nhiều người. Nếu ông muốn biết chân tướng thì đi theo ta, yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ông. Đại Thiền Sơn không chịu xuất binh, như vậy chẳng phải là làm hỏng việc của ta hay sao? Những lời này khiến Hoàng Liệt vừa tức vừa buồn cười. Việc đã đến nước này, ông ta có thể bóp cổ đại quân Nam Châu bất cứ lúc nào, cần gì phải sợ. Có điều Nghiêu Hữu Đạo đã nói vậy, Hoàng Liệt sao có thể tiếp tục cố chấp đây? Tất nhiên là ông ta ra hiệu cho đồng môn chờ ở đây, còn bản thân thì một mình đuổi theo Nghiêu Hữu Đạo. Hai người ra khỏi Sơn Trang, đi về phía đỉnh núi gần đó. Hoàng Liệt không biết hắn muốn dở cho quỷ gì, vậy nên vẫn quan sát xung quanh theo bản năng. Nghiêu Hữu Đạo đứng lại, chống kiếm, thở dài, Mao Lư Sơn Trang là nơi ta sống an ổn nhất, ta sao có thể tùy tiện vứt bỏ được. Đương nhiên là ta phải nghĩ cách bảo vệ nơi đây, vì sao hoàng trưởng môn lại không tin, hoàng liệt đứng bên cạnh hắn, nhìn chữ khác trên bia mộ. Ông ta biết người trong bia mộ là ai, quen nhiều hữu đạo lâu như vậy, đương nhiên ông ta biết một chút chuyện xưa của hắn, vì vậy hư lạnh, nói, đừng có vòng vo với ta, chuyện liên quan tới vận mệnh của Đại thiền Sơn, ta không thể hồ đồ được. Ông xem ông này, lại nữa rồi, bình định thôi mà, mông sơn minh là ai nào. Chuyện dễ như trở bàn tay, ông sợ cái gì? Rốt cuộc ngươi có nói hay không? Ông thật sự muốn biết à? Phí lời, đây là chuyện cơ mật, không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác. Người sống chỉ có thân tín của ta biết, còn lại ta chỉ có thể nói với người chết thôi. Nghe những lời này, Hoàng Liệt giật thót, sợ Ngưu Hữu Đạo sẽ ra tay độc ác với mình. Vì vậy ông ta cảnh giác cao độ nhìn xung quanh, kết quả là không phát hiện điều gì bất thường, lúc này mới trầm giọng nói, người có ý gì? Cơ mật, không thể tùy tiện nói cho người khác. Nếu ta nói với ông, ông có thể đảm bảo là sẽ không tiết lộ cho người khác không? Nếu đúng là cơ mật thì đương nhiên ta sẽ không tiết lộ. Kể cả đồng môn trong Đại Thiền Sơn cũng không thể nói. Được, Hoàng Liệt sảng khoái đồng ý. Bây giờ ông ta tò mò kinh khủng, rốt cuộc là bí mật lớn cỡ nào mà thần bí như vậy. Như hữu đạo nhìn ngôi mộ, chép miệng, người lại cô ba vái trước đi. Lại ba vái với ngôi mộ này á, à? người trong này có phải là người nào đó của ta đâu hoàng liệt hoài nghi ngươi có ý gì nghiêu hữu đạo trừng mắt nhìn ông ta ngay cả chút thành ý này mà ông cũng không có vậy ta sao có thể tin tưởng lời hứa hẹn của ông được hoàng liệt cạn lời đây là cái lý gì ông ta do dự một lúc tự nhủ rằng chẳng qua là lại người chết thôi mà cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm sau đó ông ta hỏi ta lại xong là ngươi có thể nói hả nghiêu hữu đạo chỉ cần ông nghiêm túc lại cô ba vái lời đã nói ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời hoàng liệt nửa ngờ nửa tin nhưng đã nói đến mức này dường như chẳng còn lý do gì để cự tuyệt so với đại sự trước mắt chuyện này có là gì đâu cuối cùng ông ta khom người nghiêm túc lại va vái trước phần mộ của hắc mẫu đơn sau khi ông ta đứng thẳng dậy một bên lông mày nhếch lên bây giờ ngươi có thể nói chưa ông khẳng định sẽ không tiết lộ bí mật nói nhảm gì đó ta bái lại rồi cơ mà ngươi muốn đổi ý phải không nghiêu hữu đạo một tay chống kiếm một tay vẫy vẫy ý bảo ông ta ghé tai qua đây. Hoàng Liệt hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn giữ tinh thần cảnh giác cao độ, ghé tai qua đó. Triều đình phái người giết ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta sao có thể không vướng mắc? Năm vùng chư hầu có ý định quỷ quái gì, ta có thể không biết sao. Nhưng có mông sơn minh ở đó, tất cả đều không trở thành mối uy hiếp. Mông sơn minh đã vạch ra một chiến lược lớn, chỉ tiêu diệt chư hầu, không tiêu diệt phản quân. Như hữu đạo từ tốn nói cho ông ta nghe chuyện cơ mật, sau khi nghe xong hoàng liệt sửng suốt một hồi sau khi ông ta ngộ ra huyền cơ trong đó ánh mắt thoáng lóe lên tia sáng kỳ dị vỗ tay khen ngợi hay mông sơn minh không hổ là mông sơn minh đúng là trụ cột của nam châu nghiêu hữu đạo vỗ lưng ông ta bây giờ ông có thể yên tâm cho đại thiền sơn theo quân xuất binh chưa hoàng liệt gật đầu mỉm cười chợt nụ cười hơi khựng lại nghi ngờ nói chuyện đã đến nước này triều đình đã trao binh quyền cho bình định đại tướng quân sắp tới sẽ tiến hành công khai vậy chuyện này đâu còn là cơ mật. Tầm mắt ông ta lại nhìn về phía ngôi mộ, có vẻ như đang nói rằng chuyện này đáng để ông ta đường đường là trưởng môn Đại Thiền Sơn phải lại ba vái hay sao? Nghiêu Hữu đạo hỏi vặn lại, theo ta được biết, triều đình chưa có chiêu cáo thiên hạ, có thể đổi ý bất kỳ lúc nào. Ông có dám đảm bảo là nội bộ Đại Thiền Sơn không có gian tế hay không? Triều đình có tư tưởng là thà để người ngoài trộm cũng không cho tôi tớ trong nhà. Ông cho rằng triều đình không dám thu hồi mệnh lệnh đã ban ư. Hoàng đại trưởng môn à, chuyện liên quan đến số phận của hai chúng ta không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Ông nói xem trước kia ta có dám tùy tiện nói cho ông biết không? Xem ông kia, vừa nãy tức gận thành cái bộ dạng kia, đường đường là trưởng môn mà chẳng bình tĩnh chút nào. Ông cũng không nghĩ thử coi, ta làm sao có thể tự bẫy mình được. Hoàng liệt không phải kẻ ngốc, vẫn nửa tin nửa ngờ những lời như hữu đạo nói. Nam Châu đã lĩnh chỉ, đến nước này rồi mà triều đình vẫn có thể đổi ý ư. Mặc kệ tồn vong của Yến Quốc, không sợ bị nước bọt người đời dìm chết đuối hay sao? Ba phái lớn có thể đồng ý sao? Nhưng chuyện này cũng không dám đảm bảo không xảy ra sơ suất, thật sự không thể coi thường. Chuyện liên quan đến vận mệnh của tất thảy mọi người trong Đại Thiền Sơn, cứ cẩn thận cũng không thừa. Ông ta cũng không cho rằng như hữu đạo cố làm cho mọi việc trở nên thần thần bí bí như vậy chỉ vì để cho mình lại ba vái trước một ngôi mộ. Điều này không cần thiết. Sau khi suy ngẫm, Hoàng Liệt lại hỏi, người đã từng nghĩ tới điều này chưa, quân Nam Châu ra trận, cho dù bình định thành công thì cũng chỉ sợ triều đình không dễ dàng thả chúng ta trở về. Đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Nghiêu hữu đạo nhíu mày, binh mã trong tay chúng ta không phải vật trang trí, tùy vào ông ta quyết định á. Sóng to gió lớn đã qua rồi, sao còn phải sợ ông ta đào hố? Lão tử có thể bình định thì cũng có thể làm phản, thương kiến hùng cứ thử xem. Ông yên tâm đi, mông sơn minh là ai nào? Là cao thủ bầy mưu lập kế trên chiến trường. Ông ấy đã chuẩn bị kế hoạch rồi, ta xuất lực lớn như vậy còn có thể tự bẫy mình vào chỗ chết hay sao nghe hắn nói vậy hoàng liệt ngẫm nghĩ thấy cũng đúng nhưng lại không biết nên vui hay buồn sao ông ta cứ cảm thấy chuyện có phức tạp đến đâu vào tay người này đều trở nên thật đơn giản hoàng trưởng môn ta nói này không có chuyện gì khác thì ông đừng kéo dài nhân lúc còn sớm thì trở về đi thôi mau chóng bảo đệ tử đại thiền sơn chuẩn bị việc này không chậm trễ được đâu ta đi đây hoàng liệt xoay người rời đi đã biết rõ tình hình nên trong lòng ông ta thoải mái hơn nhiều, cuối cùng cũng xua tan những lo lắng trong lòng. chương 948, nghiêm túc phái ba lại hai. Không tiến nha, như hữu đạo xoay người, hai tay ôm kiếm trước bụng. Hoàng liệt đưa lưng về phía hắn, phất phất tay, sau đó bay vút đi, tiến thẳng vào sơn trang. Một lát sau, có một con phi cầm cỡ lớn bay lên từ trong sơn trang. Sau khi khách đã biến mất trên bầu trời, Nghiêu Hữu Đạo mới từ từ xoay người nhìn ngôi mộ, thong thả đi quanh nó, lại nhổ cỏ non mới mọc miệng lẩm bẩm cô đó cô không tin ta lúc ấy nếu ta đã dám làm thì đương nhiên sẽ có cách thoát thân cô cần gì phải giả trang thành ta mà đi chịu chết chứ nợ những thứ khác còn dễ trả chứ nợ ân tình khó trả lắm từ trước tới giờ đều là người khác nợ ta chứ ta chưa từng nợ người khác cô được lắm làm cho ta không cách nào trả nợ ân tình này chuyện này nháo lên chuyện trên chiến trường thiên biến vạn hóa ta có thể đoán chúng mở đầu nhưng chưa chắc đã đoán được kết thúc Thế cục không phải là chuyện ta có thể khống chế toàn diện, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lần này đi, chỉ sợ là chưa chắc có ngày trở về. Nếu như có gì ngoài ý muốn, có lẽ cô phải cô đơn ở lại nơi này. Khi nào có thể trở về, ta cũng không biết nữa. Đám đoạn hổ ý, ta không xử tệ với bọn họ đâu. Bọn họ đều ổn, hiện tại có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, ra dáng lắm, khác hẳn lúc ta mới gặp. Ngược lại là cô đó, ra đi sớm quá, lúc ta khổ sở đã bị cô bắt gặp, hoàn cảnh bây giờ lại không thể gặp được cô. Khi ấy ta không suy nghĩ chu toàn, khiến cô gặp nguy hiểm, coi như ta có lỗi với cô. Lúc còn sống cô luôn phải cúi đầu khom lưng, hèn mọn trước người ta, phải chịu biết bao tủi nhục, nhìn thấu biết bao ánh mắt, cô hâm mộ và sợ hãi những người trong các môn phái lớn kia. Ngày hôm nay, ta đã làm cho trưởng môn Đại Thiền Sơn phải cúi đầu khom lưng trước cô rồi. Ta đi đây, đợi một người khách nữa là ta phải đi rồi. Hầu hết mọi người phải tạm thời rút lui, hy vọng còn có thể thuận lợi trở về. Như hữu đạo vỗ nhẹ lên bia mộ, buồn bã thở dài. Sau đó hắn thu lại biểu cảm, vân đạm phòn khinh xoay người rời đi, vẫn là thói quen chống kiếm mà đi. Quản phương nghi ở bên ngoài sơn trang chờ đợi, khi Hoàng Liệt và Nghiêu Hữu Đạo đi ra thì bà ta cũng ra ngoài, đợi ở một bên mà quan sát. Khi Nghiêu Hữu Đạo đi tới gần đây, bà ta mới nghi ngờ hỏi, hai người đang làm cái gì? Nghiêu Hữu Đạo vui vẻ nói, không làm cái gì mà. Quản Phương Nghi, tại sao vừa rồi Hoàng Liệt lại cúi chào hắc mẫu đơn? Người chết lớn nhất mà, người ta cũng chỉ biểu hiện sự tôn trọng mà thôi. Nghiêu Hữu đạo đi lướt qua người Quản Phương Nghi. Không lâu sau khi hai người trở lại Sơn Trang, lại có khách tới thăm, chính là khách mà Nghiêu Hữu đạo đang đợi. Trường môn tư đồ diệu của vạn động thiên phủ tại Kim Châu cũng dẫn người chạy tới đây, ông ta khi biết được Nam Châu xuất trinh thì đi cả ngày cả đêm để chạy tới nơi này. Bộ đồ uống lúc trước trong thủy tả đã bị mang xuống, mà đổi một bộ khác lên. Thế nhưng tư đồ rượu lại không có tâm trạng uống trà, vừa ngồi xuống đã hỏi, Lão đệ, Nam Châu thật sự muốn xuất binh tiêu diệt quân phản loạn tại Thương Châu sao? Nghiêu hữu đạo bưng trà nhấp một ngụm, buông chén trà xuống rồi gật đầu, đúng là như vậy. Sắc mặt của tư đồ rượu cứng lại, quân đội nước Hàn và nước Yến đang rằng co, đã không thể ngăn cản được nước triệu rồi. Hiện tại quân đội của Nam Châu lại muốn rời khỏi Nam Châu tiêu diệt phản quân tại Thương Châu. Mà Kim Châu của ta lại chỉ còn đơn độc một nhà cơn tức lúc trước của hải vô cực còn chưa tiêu đâu, làm sao có thể bỏ qua kim châu của ta chứ? Chỉ sợ ba phái lớn của nước triệu cũng không thể ngăn cản hải vô cực được. Hai nhà chúng ta kết minh, xảy ra chuyện lớn như vậy đáng lẽ phải thông báo cho ta một câu chứ? Lúc trước, ông nhận được tin tức rằng Nam Châu ngăn chặn quân lương của triều đình nước Yến, ông còn tưởng rằng Nhiêu Hữu Đạo có ý định khác. Thật sự không ngờ cả hai bên lại biến thành đồng minh, không chỉ vạn động thiên phủ mà còn rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc phải biết rằng thương kiến hùng vẫn muốn giết chết như hữu đạo nha. Như hữu đạo lắc đầu, từ đồ trưởng môn, khi trước thì đừng nói là ngài, ngay cả thương chiêu tông đều bị ta giấu giếm. Chuyện này liên lụy quá lớn, không thể nói cho người ngoài được, ta cũng rất bất đắc dĩ. Từ đồ diệu, người bất đắc dĩ, vì cái bất đắc dĩ của ngươi mà Kim Châu của ta đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt, hành động này có giống đồng minh hay không chứ? Như hữu đạo xua tay, ra hiệu ông bất giật, rồi mời dùng trà, nếu như nước yến đổ, lúc hàn tống bận rộn chia cắt nước yến thì coi như là nam châu của ta không xuất binh ngài cảm thấy triều đình nước triệu có thể buông tha kim châu sao tư đồ diệu còn muốn nói cái gì đó thế nhưng như hữu đạo cắt ngang nói tiếp ta biết tư đồ trưởng môn muốn nói cái gì ngài muốn nói rằng nam châu có thể tới đối đầu nước triệu cùng kim châu thế nhưng nước yến làm sao bây giờ nước yến tan vỡ mà quân lính nam châu lại tới kim châu kháng triệu ngài cảm thấy người của nước hàn và tống có thể bỏ qua cho nam châu sao tới lúc đó người của nam châu ta đi đâu ở lại Kim Châu tiếp tục kháng triệu sao? Hai mặt đều có địch, hai người chúng ta có thể chống được bao lâu? Tư đồ diệu, ta biết tình hình khó khăn. Nghiêu hiểu đạo lại cắt đứt lời nói của ông lần nữa, thật sự là rất khó khăn, mà khó cả đôi đường ấy. Vào lúc này, ngài sẽ không thể vì ta mà bỏ qua lợi ích của Kim Châu, ta cũng không thể vì ngài mà bỏ mặc lợi ích của Nam Châu, ngài ngăn cản ta xuất binh, có thể sao? Tư đồ diệu tức giận mà nói, theo lời nói của ngươi thì khi xuất hiện khó khăn thì thân ai nấy lo sao, liên minh giữa chúng ta cũng có thể hủy bỏ rồi cũng không phải nghiêu hữu đạo xua tay việc này ta cũng đã bàn bạc với mông sơn minh cho dù nam châu có thành công tiêu diệt phản quân hay không thì kim châu cũng rất khó thoát nạn hy vọng duy nhất là nam châu thành công tiêu diệt phản quân chỉ khi thuận lợi hoàn thành việc này thì tình hình nước yến mới ổn định làm cho nước hàn từ bỏ tấn công nước yến rồi lực chú ý của mọi người sẽ chuyển tới nội loạn của nước triệu đợi ta tiêu diệt phản quân xong thì sẽ nhanh chóng tiếp viện kim châu hai bên liên thủ thì mới có thể ép nước triệu từ bỏ ý đồ mặc dù tư đồ diệu biết hắn nói có lý thế nhưng nơi sắp gặp tai nạn là kim châu là tâm huyết của bao nhiêu đời vạn động thiên phủ ông căm giận nói phải đợi tới khi nào đây mất bao lâu mới có thể tiêu diệt quân phản loạn tại nước yến tới khi nào kim châu mới có thể đợi được viện quân của nam châu nếu như triều đình của nước triệu dốc sức tấn công tới thì kim châu của ta sẽ không thể ngăn cản được quá lâu như hữu đạo kim châu phải cố gắng hết sức ngăn cản càng lâu càng tốt. Ta cũng sẽ không điều động toàn bộ binh lính đi tiêu diệt phản quân, vẫn sẽ có một phần binh lính bảo vệ Nam Châu. Nếu như Kim Châu thật sự không ngăn cản được thì hãy từ bỏ nơi đó, lùi về địa giới của Nam Châu, cùng quân đội Nam Châu phòng thủ, vẫn có thể kéo dài thời gian. Nếu như nước triệu vẫn cố gắng đánh tới Nam Châu mà quân đội vẫn không ngăn được thì tiếp tục rút lui, cùng với binh lính Nam Châu rút lui tới Định Châu. Tư đồ trưởng môn, với tình hình hiện tại thì những sắp xếp của ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Tư đồ diệu im lặng, sắc mặt của mấy cao tầng của vạn động thiên phủ bên cạnh cũng u ám đi. Họ cũng biết rằng như hữu đạo nói đúng, hiện tại cũng không phải là chuyện cá nhân, không thể bằng cảm xúc mà xử lý được. Kim Châu sẽ không vì Nam Châu mà chết, Nam Châu cũng sẽ không vì Kim Châu mà vong chết. Như hữu đạo có thể hỗ trợ tới như vậy cũng đã là tận tình tận nghĩa rồi. mươi 949, không thể hận nổi nữa. Đạo lý rất đơn giản, có lẽ nước triệu sẽ không tấn công Nam Châu, Thế nhưng khi Nam Châu nhận lấy quân đội của Kim Châu thì rất có thể sẽ khiến quân đội nước Triệu tiến công Nam Châu, điều này làm cho Nam Châu chịu đựng sự nguy hiểm rất lớn. Người ta đã làm được tới mức này, mạo hiểm tạo ra cho Kim Châu đường lui, đã coi như là nhân nghĩa rồi, còn có thể nói cái gì được chứ? Nếu như đổi lại là Đại Thiện Sơn thì chưa chắc sẽ mạo hiểm vì vạn động thiên phủ như vậy, không phải chưa chắc mà là chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Cũng may nhiều hữu đạo có thể làm chủ cả Nam Châu. Tại phủ thứ sử Nam Châu, trong vườn sau thương thục thanh sửng sốt mà dừng lại sau khi đi vào nhìn tới phượng nhược nam đang ngồi một mình cô đơn trên chiếc ghế dưới mái hiên hành lang phượng nhược nam đang ngơ ngẩn ngồi đó ngày ngày đều có vẻ mặt như vậy thương thục thanh hơi kinh ngạc mà đi tới đi tới gần mái hiên vương phi quận chúa tới nha hoàn ở bên trong phải nhắc nhở thì mới khiến cho phượng nhược nam lấy lại tinh thần phượng nhược nam đứng dậy nở nụ cười hơi gượng gạo thanh nhi tới sao chị dâu thương thục thanh đi lên bậc thang trào sau khi quan sát nàng ta một lượt rồi mới hỏi với vẻ kỳ lạ đại quân đã chuẩn bị xong tất cả sắp xuất phát rồi tại sao chị dâu vẫn còn chưa thay trang phục điều này lại làm cho phượng nhược nam ngẩn ngơ đại quân xuất phát có quan hệ gì với việc ta có thay trang phục hay không chứ nàng ta hỏi lại thanh nhi muốn ta đi tới tiến quân hay sao thế nhưng khi vương ra chưa cho phép thì ta không thể đi ra được lời nói như vậy thật sự không giống như nữ tướng quân mạnh mẽ bá đạo năm đó sau khi trải qua sóng gió đã mài sạch những góc cạnh của nàng ta nàng ta cũng nhận mệnh hiện tại thật sự giống như khúc gỗ mục vậy nói tóm lại hiện tại nàng ta tốt hơn lúc trước rất nhiều từ khi nghiêu hữu đạo làm cho hai mỹ thiếp của thương chiêu tông phải rời khỏi nơi này thì nơi này đã không còn ai dám vô lễ với nàng ta nữa điều đó cũng không phải bởi vì nàng ta mà là bởi vì nghiêu hữu đạo có nghiêu hữu đạo làm chỗ dựa ngay cả vương gia cũng không dám làm gì nàng ta ngoan ngoãn mà xử lý hai mỹ thiếp của y những kẻ còn lại đương nhiên phải thành thật lại. Thế nhưng điều này cũng không thể làm cho thương chiêu tông thích nàng ta, đầu tiên đó chính là sắc đẹp của nàng ta chẳng ra sao, sau đó thì lại có chuyện xung đột tới mức xuất hiện mạng người. Phượng gia giết chết huynh đệ của thương chiêu tông, thương chiêu tông lại giết chết anh trai của Phượng Nhược Nam, giữa hai người đã có vết sách không thể chữa lành được. Câu nói của nàng ta làm thương thục thanh cảm thấy hơi đau xót, cuối cùng thì nàng cũng hiểu tại sao đạo gia lại muốn để chị dâu xuất trinh, thậm chí trong đầu nàng còn xuất hiện một ý nghĩ, có lẽ đạo gia biết rất rõ tình trạng hiện tại của phủ thứ sử rồi chứ nàng suy nghĩ miên man rồi đi tới cầm tay của phượng nhược nam chị dâu lần này anh trai muốn dẫn chị theo ra trận chị vẫn không biết sao mang theo ta ra trận phượng nhược nam khó hiểu mà lắc đầu thương thục thanh hỏi lại anh ấy vẫn chưa nói cho chị biết sao phượng nhược nam lại lắc đầu lần nữa tình hình như nào thì nàng ta còn không biết nữa bởi vì nàng ta đã ở riêng với thương chiêu tông rất lâu ngay cả gặp mặt đều ít thì càng đừng nói tới Thương Chiêu Tông sẽ nói cho nàng ta cái gì. Thương Thục Thanh không khỏi thầm trách chính mình, khi trở về nàng đã cố ý tới đây thăm chị dâu, chỉ là trước khi Mông Sơn Minh mở lời, Thương Chiêu Tông đáp ứng thì nàng không tiện nói cái gì cả, chỉ sợ khi ca ca không đồng ý thì sẽ gây nên mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Một thời gian sau, nàng tận mắt thấy Mông Sơn Minh mở lời, cũng thấy ca ca đồng ý thì nàng còn tưởng bên này cũng đã biết được, thật sự không nghĩ tới Phượng Nhược Nam vẫn còn chưa biết. Chị dâu Mông Bá Bá nói với Kaka để Kaka mang theo chị ra trận, Kaka cũng đã đồng ý. Đây cũng là ý của Đạo gia, khi chúng ta rời khỏi Mao Lư Sơn Trang thì Đạo gia đã cố ý nói điều này với Mông Bá Bá. Thương Thục Thanh cũng nói rõ những câu mà Nghiêu Hữu Đạo đã nói khi đó. Khi Phượng Nhược Nam nghe xong thì lệ rơi đầy mặt, khóc tới mức run rẩy nghẹn ngào. Không nghĩ tới, nàng ta thật sự không nghĩ tới vào thời điểm này mà Nghiêu Hữu Đạo vẫn còn nhớ nàng, vẫn nghĩ tới tình cảnh của nàng, hiện tại lại nói giúp nàng nữa. Lúc đầu, nàng ta còn cho rằng ngay cả cha mẹ ruột đều không thể mong chờ được gì cả, thật sự không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có người quan tâm, lo lắng cho nàng ta. Lừa ta 10.000 kim tệ, Phượng Nhược Nam nghẹn ngào mà nói, rồi nước mắt cứ tuôn rơi, ngồi xổm trên mặt đất mà khóc, cũng không biết là đau khổ hay vui sướng nữa. Trong đầu nàng ta xuất hiện cảnh tượng khi trước, một tên mặt dày nào đó lừa gạt tiền của nàng, hoàn cảnh hiện tại của nàng ta đều bởi vì người đó mà thay đổi. Năm đó những hành động của Ngưu Hữu Đạo đã thay đổi hoàn toàn cả đời của nàng ta. Trước đó, Ngưu Hữu Đạo làm ra những đền bù gì thì nàng ta vẫn cảm thấy Ngưu Hữu Đạo rất đáng hận, thế nhưng vào lúc này, nàng không thấy hận nữa, thật sự là không hận nổi. Mặc kệ tương lai thương chiêu tông sẽ đối xử với nàng ta như nào, vận mệnh của nàng như thế nào, thế nhưng có hôm nay, nàng sẽ không hận Ngưu Hữu Đạo nữa, kể có hơn ngàn vạn lý do để hận thì nàng cũng sẽ không oán hận Ngưu Hữu Đạo. Nàng ta rất rõ ràng, hiện tại như Hiếu Đạo cũng không phải là cái tên thiếu 10.000 kim tệ, không phải là người không trả nổi 10.000 kim tệ như trước. Thương Thục Thanh cũng khóc, ngồi bên cạnh Phượng Nhược Nam mà an ủi. Bên ngoài vườn truyền tới tiếng bánh xe quen thuộc, Thương Thục Thanh lau nước mắt, nhìn về hướng đó, thấy được Thương Chiêu Tông đẩy mông Sơn Minh đang ngồi xe lăn đi vào, trên người Thương Chiêu Tông đang mặc chiến giáp. Thương Thục Thanh vội vàng nhắc nhở Phượng Nhược Nam rồi cả hai nhanh chóng đứng dậy, gạt nước mắt, thế nhưng Phượng Nhược Nam lại không thể khống chế cảm xúc của mình, Nước mắt vẫn liên tục chảy ra ngoài. Thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh thấy cách ăn mặc hiện tại của Phượng Nhược Nam thì nhíu mày, hình như cô nàng này còn chưa chuẩn bị gì cả. Hai người đều đưa mắt về phía Thương Thục Thanh, khi trước mấy người bàn bạc chuyện này thì Thương Thục Thanh cũng ở đó, cả hai người đều tưởng Thương Thục Thanh sẽ nói chuyện này cho Phượng Nhược Nam chứ, thế nhưng khi thấy cảnh này thì có vẻ như vừa mới biết mà thôi. Hiện tại cũng không phải thời gian trách ai, Mông Sơn Minh thở dài, Vương phi, đại quân sắt ra trận, hiện tại khóc thì đó chính là điểm xấu xin hãy vì toàn thể tướng sĩ mà Vương Phi hãy nín khóc đi. Cách khuyên nhủ hơi khô cứng, thế nhưng vẫn rất có hiệu quả. Ừm, Phượng Nhược Nam gật đầu, gạt nước mắt liên tục, không khóc nữa. Thương Chiêu Tông trần chờ mãi mà còn chưa nói được lời nào, hai người cũng đã lâu không nói chuyện rồi nên y có vẻ như không biết nên nói chuyện với nàng ta như nào, cuối cùng mới phun ra một câu có thể lên ngựa, múa thương nữa không? Ừm, Phượng Nhược Nam lại gật đầu, nước mắt lại trào ra, làm nàng vội vàng đưa tay lên lau đi. Thương Chiêu Tông, thời gian đã sắp tới, sau nửa canh giờ nữa thì đại quân sẽ xuất phát, trong vòng nửa canh giờ này có thay đổi trang phục được không? Ừm, Phượng Nhược Nam vẫn gật đầu, Thương Chiêu Tông, chúng ta sẽ chờ ngươi, Thương Thục Thanh cầm tay Phượng Nhược Nam đưa vào trong phòng. Hai nha hoàn cũng không người hành lễ, rồi theo vào trong phòng mà hầu hạ. Thương Chiêu Tông ngửa mặt lên trời mà thở dài, sắc mặt rất là phức tạp. Vừa rồi y muốn nói, thế nhưng lại không biết nói cái gì, lúc này mới nhận ra đã rất lâu không nói chuyện với Phượng Nhược Nam rồi, trong lòng y cảm thấy rất khó chịu. Lần này hành động như vậy, thái độ của y thay đổi, cũng là do mông sơn minh thuyết phục có tác dụng. chương 950, Nam Châu xuất trinh 1 sau khi được Mông Sơn Minh nói rõ ràng mọi chuyện thì y mới hiểu được rằng mình hiểu lầm như hữu đạo. Lúc đó y mới hiểu được khi trước án binh bất động chờ thời hành động cũng không phải mặc kệ sự sống chết của Đại Yến, mà là thật sự chưa tới lúc, hiện tại thời cơ đã tới, chỉ thiếu việc đại quân của Nam Châu xuất trinh mà thôi. Lúc đó y mới biết lời lẽ nghiêm khắc của Ngưu Hữu Đạo, thậm chí cái câu kẻ xúc động làm bậy, chết cũng không phải là ngang ngược bá đạo, mà là để ngăn cản đầu óc của y nóng lên. Lúc đó y mới biết khi trước ngăn cản quân lương cũng không phải để bảo tồn thực lực, mà là đang nghĩ cách bảo vệ số quân lương đó không bị phá hủy, muốn cho Đại Yến mượn tới số quân lương này, phát huy tác dụng lớn nhất của nó, cùng với giảm bớt gánh nặng cho dân chúng Nam Châu. Những mưu kế này, vừa liên lụy tới phản quân, vừa ép buộc triều đình ban cho binh quyền chỉ nói hết chuyện xảy ra trong đó cũng rất rắc rối rồi đừng nói tới việc làm sẽ còn khó khăn như thế nào như vậy mới thấy được đạo gia tốn bao nhiêu tâm huyết vào đó thật sự là đạo gia vì thương chiêu tông y vì nam châu của y vì đại yến mà dốc hết tâm huyết y rất hổ thẹn vì sự hiểu lầm của mình khi trước mình thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thật sự là quá xấu hổ hổ thẹn bởi vậy khi Mông Sơn Minh nói rằng chuyện của Phượng Nhược Nam là ý của Ngưu Hữu Đạo thì Thương Chiêu Tông thật sự không thể tìm được lý do nào để từ chối cả, cũng không có lòng tin để từ chối. Mọi chuyện xảy ra từ trước tới nay đều đã chứng minh Ngưu Hữu Đạo làm rất đúng, còn cần hoài nghi quyết định hiện tại của Ngưu Hữu Đạo sao? Mông Sơn Minh quay đầu lại nhìn y mà thở dài, lại nhìn lại cửa căn phòng đang đóng chặt kia mà mỉm cười, trong nụ cười còn ẩn chứa sự xúc động. Khi trước Ngưu Hữu Đạo giúp Phượng Nhược Nam vẫn khá không rõ ràng, rõ ràng là để vương gia cảm thấy hắn không phải là người ngang ngược, muốn tham dự vào việc nhà của vương gia. Lúc đầu ông còn tưởng chuyện này cứ như vậy trôi qua, thật sự không nghĩ như hữu đạo vẫn luôn chờ đợi một cơ hội thích hợp. Lần này hắn quyết tâm tham dự vào việc này, làm ông không thể không ngậm ngùi cảm thán, thời cơ mà hắn chọn thật sự là quá thích hợp. Ông hoàn toàn phục, thật sự là khó mà tin nổi, như hữu đạo tuổi còn rất trẻ thế nhưng lực khống chế với mọi chuyện lại cao như vậy ông thật sự là không thể tin được người trẻ tuổi này lại làm được chuyện này, bởi vì rất nhiều chuyện là cần kinh nghiệm trải đời. ông cảm khái nghĩ, thật sự là trên đời này có thiên tài tồn tại nha. ông nghĩ tới Đông Quách Hạo Nhiên, người luôn luôn nở nụ cười hiền hòa kia, thật sự không nghĩ tới Đông Quách Hạo Nhiên lại có thể thu được một người đệ tử như thế này. mấy người trong phòng đi ra ngoài, Thương Thục Thanh thì cười cười đi bên cạnh một nữ tướng quân mặc chiến giáp đi ra. Mông Sơn Minh Huốt sâu cười cười rồi gật đầu. Phượng Nhược Nam đi tới trước mặt hai người, nàng ta cảm thấy hơi không tự nhiên, mặc lại trang phục quen thuộc khi xưa lại làm nàng cảm thấy hơi xấu hổ. Thương Chiêu Tông quan sát một lượt thì y chú ý tới hiện tại Phượng Nhược Nam khá là gầy, chiến giáp đã rộng hơn nhiều rồi, đai lưng buộc chặt vòng eo đã nhỏ đi khá nhiều. Y cũng chú ý tới, khi Phượng Nhược Nam đổi lại thành chiến giáp thì trong mắt nàng ta có một thần thái khác, mặc dù hơi xấu hổ thế nhưng ý chí rất sôi nổi, một loại tinh thần rất khó nói lên bằng lời. Được rồi, Phượng Nhược Nam nói bằng giọng xấu hổ, thật ra còn lâu nữa mới hết nửa canh giờ. Đi thôi, thương chiêu tông đẩy mông sơn minh đi ra nơi này. Bên ngoài phủ thứ sử, một đoàn binh lính đã tập kết xong xuôi, thỉnh thoảng còn vài tiếng ngựa thở phì phò ra thì mọi người đều đứng nghiêm tại chỗ. Một đám người ra khỏi phủ thứ sử, đi đầu chính là thương chiêu tông và Phượng Nhược Nam, một nam một nữ song song đi ra bên ngoài. Vương Phi, đám tướng lĩnh bên ngoài thấy vậy thì rất ngạc nhiên, cũng không biết chuyện này là sao nữa thương chiêu tông xoay mình lên ngựa phượng nhược nam cũng vậy vợ chồng hai người rất thu hút ánh nhìn của mọi người mông sơn minh cũng được người đưa lên yên ngựa đặc biệt ông không thể ngồi vững trên yên ngựa bình thường ông cũng không thể điều khiển con ngựa với hai chân tàn tật của mình được mà chiếc yên ngựa đặc biệt này có thêm một hàng rào thấp bé bao vây xung quanh yên ngựa khi đại quân xuất trinh mông sơn minh không muốn ngồi trên xe lăn ít nhất là trong khoảnh khắc này ông không muốn ngồi trên xe lăn ông cũng đã được chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa thế nhưng hiện tại ông không cần nó, chờ khi lên đường mới cần sử dụng, hiện tại là lúc tăng lên lòng dân và sĩ khí của quân đội. Trưởng môn hoàng liệt của Đại Thiện Sơn và một đám tu sĩ cũng lần lượt xoay mình lên ngựa đi theo đại quân. Thương Chiêu Tông vung tay lên, cờ sĩ phấp phới mở đường, đó là một cây cờ lớn, bên trên thêu một chữ thương rất to lớn. Quân đội di chuyển như một con rồng dài vậy, tiếng vó ngựa vang lên không ngớt. Con đường chính giữa bị cấm không có một ai ở trên đó cả, dân chúng đều dạt sang hai bên mà quan sát, xì xào bàn tán ẩm ý. Rất nhiều người đều cảm thấy tò mò, lần này đại quân xuất trinh lại không trưng thu lương thực, cũng không có điều động thanh niên nhập ngũ. Trong lần phản loạn này của nước Yến, dân chúng Nam Châu rất may mắn, từ đầu tới cuối đều có thể không quan tâm tới nó, chỉ có khi ở quán trà hay lúc rảnh rỗi mới đề cập tới chiến sự, nông nghiệp và buôn bán vẫn diễn ra như thường, không bị ảnh.